Bán buồn kiểu này á, sao ta nuôi mày nổi heo ơi. Ôi. Ủa, quán xá đâu ế nhễ, không có ai chơi của Hồng. Mày nhìn biết còn hỏi gì nữa. À, cô biết tại sao quán bán ế không? Biết. Sao? Tại nhìn mặt mày ám quá, sao tao bán được. Ê ê, cô đừng nói vậy nha. Bộ không sợ mất mối hả? Nói giỡn thôi. Mày biết sao mày nói tao nghe coi. Tại con nghe người ta nói là quán cô bán mắc quá. Ai nói? Sao mắc? Ai nói? Mày nói tao nghe coi, mày chỉ tao coi coi. Ai nói? Cái gì vậy? Từ ơi. Cái gì vậy mày nói thì tao tức quá. Sao? Chưa gì á, mới nghe tới đó hả? Nhà đông đổng lên rồi. Chứ mày nói vậy ai chịu được chứ? Hả? Nhưng mà quan trọng á là người ta nói có đúng không, để mình nghe mình biết mình còn sửa, chứ không phải nghe xong đi chửi thiên hạ. Tao hỏi mày nè, bán gì mà kêu mắc hả? Tao bán chai nước suối có 10 ngàn bạc ha, ly cà phê có 15 ngàn, sao gọi là mắc chứ? Trời đất ơi, cô nghĩ sao vậy? Chai nước suối người ta bán có 5 ngàn à, cô bán mắc hơn là 6 ngàn được rồi. Nghĩ sao bán tới 10 ngàn, cà ly cà phê người ta bán có 12 ngàn à. Nè, tại vì mày cứ ru rú ở cái xóm này mày không có biết. Mày phải đi đây đi đó. Tao lên Sài Gòn rồi tao thấy người ta bán. Người ta bán nhiêu tao bán theo như vậy à. Không có mắc hơn đâu. Cô lên trển làm cái gì? Tao đi đầm sen chơi. Phải rồi. Nghĩ sao trên đó khu du lịch, trên đó người ta bán giá đó là phải rồi. Mình đây ở quê mà cô ơi. Nói thiệt á, tao bán mắc hơn chút á cũng có lý do của nó. Do gì? Tại vì ở đây á, tao mua thiếu nhiều quá, tao phải bán mắc hơn chút tao mới đủ vốn chứ. Rồi bộ tính ăn lời cắt cổ người ta hả? Có mấy ngàn mà cắt cổ, mày nói nó quá. Nè, mỗi thứ một chút, gom lại thành một đống rồi nha. Thôi, coi làm sao ấy, giảm giá xuống cho bà con người ta được nhờ. Để tao suy nghĩ đã. Suy nghĩ gì nữa? Cái gì phải từ từ chứ. Thôi, cô cứ suy nghĩ đi, thì miễn sao bán hợp lý là bà con muốn ủng hộ à. Vậy chắc phải kiếm gì làm thêm. Chứ bán buôn đã nhỏ mà còn lợi ích nữa, sao sống nổi đây trời. Chứ bán mắc quá ai thèm uống. Thôi nha mày. Thấy tao yên làm tới rồi nó mắc 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 hoài à. Mới sáng sớm à. Làm gì dữ. Nghe nè. Hỏi chị chút coi. Cái gì vậy? Điện đổi chiều nhanh vậy? Tao đang nói chuyện tình cảm với mày. Mày đứng cho tao chửi à. Tụi thấy ghê quá. Lâu lâu người ta được làm giá mà khác chứ. Mày có biết á, có cái công việc gì mà làm tại nhà, ví dụ như đan lát hay là gia công hay cái gì gì mà làm thêm không? Chỉ cho cô chứ. Bộ cô Hồng muốn làm hả? Kiếm thêm vậy mà. Vậy thôi, để em nhớ thử coi. Thôi mày cứ nhớ đi. Bây giờ mày uống đi cà phê nha. Mở hàng tao coi. Ok. Tuyệt Ừ, vậy nha. khoản. Gì nữa? Bao nhiêu? 12 ngàn, được chưa? Hợp lý, chịu. Nè, cà phê nè. Làm cái gì vậy? Nhớ rồi. Giật cái mình à. Hôm bữa con có ra ngoài chợ, có thấy công ty gì đó mới chuyển về, rồi dán cái tờ thông báo là tuyển nhân viên gì á. Tuyển nhân viên hả? Ừ. Mà có độ tuổi của cô không? Có, đủ. Chắc không? Thiệt, mấy cô ra coi thử đi. Ừ, vậy ở đây mày coi quán giùm cô ha. Dạ. Nhớ người ta mà có mua mày nhớ mày bán đúng giá như lúc trước giờ, đừng có xuống giá nha, nhớ nha. Biết rồi. Ê, bà nè, đi chậm thôi, chạy nhanh quá coi chừng hụt hơi chết à.
Ê bà, rồi chừng nào bà tính lên Sài Gòn lại? Ê, tôi cũng chưa biết nữa. Rồi công việc ở trển sao? Sắp xếp hết chưa? Tôi cũng sắp xếp trển hết rồi. Nếu như tôi lên trển thì tôi làm lại, còn không thì thôi. Mà tôi nghĩ chắc bác hai cũng không muốn cho bà lên đó mừng việc nữa đúng không? Tí nói ở đâu cũng phải làm, sao không lập nghiệp ở dưới đây? Đi lên trển chỉ cho xa xôi. Ừ, tôi thấy cũng phải á. Nhưng mà ở dưới quê thì biết cái công việc gì mà làm. Tôi cũng vậy nè, ở nhà hoài à, không biết làm gì hết trơn á, chán muốn chết. Không lẽ tôi với bà phải làm công nhân? Thôi đi bà, nghĩ sao làm công nhân, thời gian đâu mà làm. Tôi còn mắc thằng nhỏ nó kia kìa. Ca này khó nha. Thì bởi. Có ai ở nhà không? Hình như là tiếng của cô Hồng. Dạ có. Ừ. Ủa cô? Ừ. Thằng nhỏ ngủ hả? Dạ. Thằng cu nó mới ngủ. Ủa cô tìm tía má con hả? Kiếm bầy đó. Nhưng mà cô qua đây kiếm tụi con có việc gì không? Hôm bữa mấy đứa nói là muốn kiếm việc làm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bữa nay cô qua là nói việc làm ở đó. Thiệt hả cô? Ừ. Trời ơi mừng quá. Nhưng mà làm gì? Ở đâu cô? Làm gần đây à, ở chợ mình nè. Ở chợ? Ừ. Cô cho con làm được không cô? Được chứ, như cô đẹp vậy á, còn làm được, hỏi sao cô không làm được. Trời ơi đã quá, chuyến này tôi với bà được làm chung rồi đó. Nhưng mà cô, làm gì vậy? Tại con mắt thằng nhỏ nè. Không có sao, công chuyện này nó nhàn lắm. Khi nào con rảnh thì con làm, còn có khi bận con nghỉ, không sao hết trơn á. Cô nè cũng bận cái quán mà cô còn làm được nữa đó. Cô muốn làm chung với tụi con đó hả? Kệ nó kiếm thêm mà, ở không làm gì. Chuyến này phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ tự cường, phụ nữ dông lên. Chỉ tiêu công ty một tháng phải bán cho được 10 khách hàng, tương đương với 10 mã thì mình mua hết, hiểu không? Mình mua hết. Ừ, 10 mã sản phẩm à? Có nghĩa là mình mua hết cái mã số của 10 khách hàng đó. Rồi khi mình có được cái hoa hồng của 10 khách hàng đó là nó vô túi của mình. Đúng. Đúng không? Đúng rồi. Ờ. Hoa hồng á sẽ được tính theo cấp số nhân. Bán một khách nhân đôi, bán cho hai khách nhân 4, tiền cũng vô túi theo cấp số nhân. Wow. Đó. Trời ơi, kiểu này bán được quá ta. Trời ơi, như vậy á. Vậy tôi bán á, tao nghĩ bán ở quán cà phê cho rồi đi. Ha, tôi bán cái này có lý. Bán quán cà phê á, thức khuya dậy sớm mà đã dậy tụi nó còn thiếu lên thiếu xuống nữa. Nghĩ là anh này có lý ha. Có lý à, được á, được á. Thương tình lắm á, mới chỉ cho hai người cách đó nha. Cảm ơn. Chung nhóm với nhau mà, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau chứ, giấu giếm làm gì. Nhưng mà lấy đâu ra tiền để mua một lúc 10 mã? Hả? Ờ ha, một mã là 3 triệu. 10 mã, ôi trời ơi, 30 triệu. Tiền đâu dữ vậy? À, hay là để con về con mượn tía con xem sao? Được đó. Con á, con có tía con nhiều khi ổng giúp cho con á, rồi con làm ăn lên á, lên nữa á. Rồi còn cô. Mượn tía đi em. Còn cô thì... Trời ơi, chẳng lẽ đi bán hết mấy vụ này hả? Mà cũng không đủ nữa. Chắc phải là hốt hết mấy dây hụi mới đủ á. Nhưng mà hơi kệ đó, vì sự nghiệp làm ăn. Cố lên, cố lên. Vậy đi. Nói chung á, ráng tìm cách đi. Ừ. Thương lắm mới chỉ hai người cách tốt nhất rồi đó. Ừ. Nhóm trưởng. Ừ? Bữa giờ tụi tôi làm thì cũng hiểu rồi đó. Nhưng sao mà thấy khó bán quá. Lúc đầu á, mới buôn bán mà. Khó khăn chút thôi. Nhưng mà mình bán chừng cho 2-3 người thôi là mình thấy nó quen rồi, nó dễ là. Không có gì khó hết á. Nhưng mà bà con ở đây người ta nghèo lắm. Kiếm một lúc mà mấy triệu vậy sợ không có đâu. Thôi bây giờ thì thương tình á, tôi chỉ hai người cái cách này bán rất dễ. Cách gì? Cách thứ nhất á là mình á bán cho những người thân quen, hoặc là những cái người mà tin tưởng mình, những bạn bè với mình đó. Và những người này là những người có tiềm năng, hiểu không? Nôm na là có tiền đúng không nhóm trưởng? Đúng.
Ờ, vậy là một lát nữa mình về mình lập cái danh sách, mình ghi tên hết những người mà bên dòng họ hai bên mình, bên nội bên ngoại, cô dì chú bác, bạn bè thân thích, thế xong mình gom lại chắc cũng được số người đó. Được á. Được đó. Như vậy còn cách thứ hai? Cách thứ hai á là mình tự mua luôn. Được hả? Được, có là công ty chỉ cần bán được hàng thôi thì mình sẽ có được hoa hồng. Hiểu chưa? Vậy là sao? Nó lại coi. Thì có nghĩa là ngày xưa lúc mới vào nghề á, một mình tôi mua mấy chục mã luôn. Trời ơi, nó bây giờ không thấy không? Ngon lành đúng không? Ra đường không có lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa. Nó đi chơi nhong nhong suốt thôi. Trà này ngon. Tía, thằng con của con đâu tía? Má mày mới ẩm đi đâu trước đó, chắc đi nhiều chuyện rồi. Vậy thôi tía đi mừng ăn nha. Ủa, ủa đi đâu hả? Dạ đi mừng ăn. Khoan khoan, ngồi xuống ghế. Ngồi xuống ghế tía hỏi chút xíu chuyện coi. Gì nay đặt hỏi chuyện nữa trời. Thì ngồi xuống đi. Mận gì? Mận gì xách giỏ đi hoài? Mận gì vậy? Con mới có một công chuyện mừng ăn mới. Mừng ăn mới? Ừ. Mận gì? Con làm chuyên viên tư vấn khách hàng đó tía. Chuyên viên tư vấn? Dạ, ngầu không? Tư vấn gì? Thì mình tư vấn bán hàng cho người ta. Tía biết rồi, nhưng mà phải tư vấn bảo hiểm hay là bất động sản? Dạ không. Chứ con gì? Tư vấn bán mã cốt. Tao vợ nhái rồi, nhái nhái rồi. Dạ. Mà tía đâu có dạy mày làm chuyện thất đức đâu, chứ giờ mã mồm cũng đi bán được nó nhái. Trời ơi, tía ơi là tía. Dạ. Tía nghĩ gì vậy? Bán mã cốt á, ở đây giống như là bán cổ phiếu của công ty gì đó, mà mình ăn lời trong cái tiền hoa hồng. Ừ. Mà tía biết không, làm bán này lời ghê lắm. Lời? Mình bỏ một mà mình lấy lại tới 4 lần đó tía. Trời trời coi, bán được chưa? Dạ chưa. Mấy bữa nay người ta cho con khóa học để mà chỉ cách bán hàng. Con bán được cho mình con à. Ủa, mình cũng mua được nữa hả? Dạ. Mà cái mã đó bao nhiêu cái mã vậy? Ủa, tía mua giùm cho con hả? Còn lâu à, trời đất ơi. Hỏi cho biết thôi. Ôi, tưởng nó mua giùm cho con. Nhiều cái hả? 3 triệu một cái. Cái gì? 3 triệu? Dạ. Trời ơi, tía làm hết không? Trời ơi trời, chưa mua gì hết mất 3 triệu rồi trời. Mất đâu mà mất. Thì lúc đầu ai cũng phải bỏ 3 triệu hết. Nhưng mà tía yên tâm đi, mình còn ăn lời trong cái tiền đó nữa mà. Tía lo gì? Sao tao nghe cái này nó lạ lạ nghe. Cái vụ này tôi thấy nó kỳ kỳ rồi đó. Coi chừng bị gạt rồi nghe. Trời ơi, tía lo xa quá, dễ gì. Mà tía biết Gia Hân không? Sao Gia Hân bạn con đó. Biết. À, nó cũng làm chung với con luôn. Rồi à, cô Diễm Hồng nữa. Diễm Hồng đâu? Thì cô Diễm Hồng bán cà phê nè. Trời 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 trời. Ừ, tụi con. Cái bà đó mới đi nhiều chuyện từ đầu trên xuống dưới, thì mới biết cái vụ kia sao mới biết trời. Ừ, có cái bà này tôi mới lo nè. Trời ơi, tí lo xa chứ có gì đâu mà lo. Mà thôi, con đi làm nghe, kẻo trễ. Trời đất ơi. Tôi hỏi. Dạ, thưa tía, chuyên viên tư vấn khách hàng đi làm. Nè, trời đất ơi, tự nhiên có cái bà Diễm Hồng mà vô. Lo à, vụ này lo nè. Trời đất ơi, sao mà nóng gì, nóng dữ vậy. Trời đất ơi, nhà con gái cũng như không. Trời đất, gì quen quen vậy? Ủa, cái này con nhái nó dành cho nhỏ mà. Ai làm vậy? Trời đất ơi. Ủa, ông mới về hả? Ờ. Chưa có nấu cơm nghe. Đói bụng thì chờ xíu. Cơm nước cái gì? Thằng nhỏ đâu rồi? Bà mười bà mượn ẩm qua bên hàng xóm chơi rồi. Còn con nhái đâu? Tự nhiên người mới về nhà cái ông hỏi hết người này tới người kia là sao? Nó có chân có tay, nó đi đâu rồi ai mà biết? Bà làm má cái kiểu gì mà đi đâu bà cũng không biết trơn vậy? Tôi là má nó, thì ông cũng là tía nó vậy. Sao ông không giỏi nhà để mà quản thúc nó đi? Giỏi của cái miệng ông mà. Nè, nè, dòm. Cái này gì đây? Gì đây?
bà giờ? Đồ điên hả? Điên hả? Điên hả? Con heo này cô hay nhái. Sát không? Cô hay nhái hả? Ừ. Vậy là cô tôi còn nguyên. Hay quá. Mai mai cái con khỉ. Bà không tìm hiểu của nó đập heo làm gì? Ờ hen. Ủa nó đập ông heo làm gì vậy? Nói chuyện bà tôi tức lên máu tôi chết quá à. Nó đập làm cái gì? Ông bình tĩnh đi. Có gì đâu mà ông đông đỏng lên vậy. Thì chắc nó cần tiền nó mới đập. Nhưng mà phải hiểu nó cần tiền làm cái gì. Thì hổm rày nghe đâu nó đi buôn bán cái gì đó. Chắc nó cần vốn nó đập chứ gì. Coi chừng à. Coi chừng mẹ con mà bị gạt đó. Ông cứ tối ngày á, y như Tào Tháo. Ai ông cũng đa nghi hết. Riết hả? Không ai sống nổi với ông hết. Thôi tôi vô nấu cơm. Tôi chưa nói xong. Thôi mệt quá tôi không muốn nghe nữa. Để tôi vô nấu cơm. Trời ơi trời. Cô Hồng. Hả? Làm con ly trà đường uống đi. Không có bán trà đường. Thôi trà đá cũng được. Cũng không có trà đá. Ôi kỳ vậy. Quán xá trà đường không có, trà đá không có, bán gì trời. Nghĩ bán rồi. Ủa nay nghỉ bán của Hồng? Nghỉ luôn rồi. Làm chuyện lớn. Ghê vậy. Dạo này á cô Hồng làm ăn lớn lắm. Chứ ba cái vụ như mà bán cà phê hay là trà đường gì á cô bỏ rồi. Ê, cô Hồng, làm chuyện lớn chuyện gì không ấy kể cho ông bà già này nghe chơi được không? Anh bà già có 3 triệu đó không? Ừ. Nếu có thì về nhập chung với tụi này. Ừ. Mà làm gì mới được? Làm tư vấn viên bán hàng. Cái công việc này á nó nhẹ nhàng lắm. Tiền nhiều nữa nha. Bảo đảm ông làm ông đếm tiền mỗi tay. Đã vậy? Quá trời người làm luôn. Ừ. Ê, nghe hàm á. Mà 3 triệu không có. Ê à? Tao nhớ mày có cái xe xịn đúng không? Dạ. Chiếc xe đó ngoái tí mua con chở hàng á. Mày cầm đi. Mày đem ra mày mua mã code à, làm vụ này ha, mày mốt mày thiếu gì tiền mày mua quá trời xe cũng còn được nữa mà. Bậy rồi, suối bậy rồi. Tía biết được tía quýnh chết à. Trời đất ơi, thì cầm thôi. Đâu có mất đâu mà ông lo. Đúng rồi đó. Lỡ như anh gia nhập với tụi tôi kiếm thiệt là nhiều tiền, lúc đó tía anh biết được khen anh không hết lời thì thôi. Được rồi, đúng rồi, đúng hay chưa. Làm không? Để suy nghĩ lại nè. Trời, mệt rồi quá. Suy tính nữa. Để nó suy tính đi. Mình nó lo cái chuyện của mình. Đừng thèm nói nó nữa. Kể đi. Ha. Ừ. Đúng rồi. Cô Hồng. Cũng gần cả tháng rồi đó. Hồng ấy... Giờ mình gọi cho nhóm trưởng đi. Hỏi coi cái tiền hoa hồng tháng này chừng nào nhận. Ờ ha. Ừ. Để cô gọi thử coi sao. Ha. Dạ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Có một cái tiếng nói rất là quen. Thuê bao quý khách vừa gọi. Ơ chết rồi. Là không gọi được đó. Thì đâu có gọi được đâu. Cô coi coi cô có bấm lộn số không vậy? Làm gì có chuyện lộn. Nè cô Lưu nè. Thằng Giang đa cấp. Đúng rồi. Tới thằng Giang đúng không? Sao kỳ vậy? Hôm qua cô còn gọi nó được mà. Để con. Hay là bà gọi thử đi. Để con lấy điện thoại con gọi cho. Gọi thử coi. Chắc lẽ tao lưu số lộn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cũng được luôn. Sao kỳ vậy ta? Sao nghi quá vậy nè? Trốn rồi. Ông xui không à? Ăn nói bậy bạ, phun nước miếng nói lại mày. Buộc miệng nói thôi tự nhiên quýnh người ta dữ. Cái miệng ăn mắm ăn muối vô duyên. Ba già ra được. Tiếp. Anh Tư. Tư. Làm sao vậy anh Tư? Tư. Sao anh ngồi đây ngồi sao đây? Sao nữa? Ngồi đây anh sao ngồi. Gì tía? Đây nè. Mới ngoài chợ nè. Đồn gần. Công ty mà mấy người làm ăn chung đó bị công an ập vô bắt rồi. Hả? Hả gì? Chết giờ sao? Là chuyện gì? Tôi lừa đảo cái gì? Tía. Công ty của tụi con bị lừa đảo hả tía? Công ty nào bị lừa đảo? Nó lừa đảo người ta thì có. Hả? Gì vậy? Diễm Hồng này cũng sắp bị công an bắt vì tội lừa đảo hả?
Mấy người không có liên quan. Đó, mấy người chỉ là nạn nhân thôi. Có điều là bây giờ không biết ăn nói làm sao với mấy cái người mà bị mấy người vụ đi nè. Tôi chết rồi. Bữa giờ á, bà con hai bên nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thiết, nguyên cái xóm chịu lá này nó từ mặt tôi. Chết cha rồi ai mà đã cho tôi nhiều chuyện. Còn con nữa làm sao nói với lại tía của con đây? Trời. Tía, con heo đất của thằng con trai con. Mày đừng có nói heo đất, tao chưa tính sổ mày đó. Trời ơi. Cũng tại thằng này. Gì nữa? Tại thằng ba dai này. Tự nhiên đổ thừa con. Mày là cái thằng giới thiệu công ty đó cho tụi tao nè. Thôi đừng tránh nó tội nghiệp, bỏ đi, cứ coi như là của để thay người đi. Tôi định qua đây là báo tin xong mới là uống cà phê luôn. Bây giờ cho ly cà phê đâu đi coi. Quang đóng cửa nghỉ luôn rồi. Ủa? Nghỉ nè mày. Chứ nãy mới nói. Ờ, hồi nãy là tao tạm nghỉ thôi. Còn bây giờ tao tuyên bố nè, tao bán lại. Mày uống gì? Cái gì vậy? Mày ý thèm nói gì vậy? Hả? Uống gì? Bán gì uống cái đó. Còn uống gì? Dạ. Sinh tố nha, nước cam nha. Hai cái đó đều ngon, đều bổ ha. Mày, anh uống gì? Gì đó. Đợi chút nha. Bán phê làm gì giang hồ, chỉ đúng rồi. Sao cỏ nhiều quá vậy ta? Ê, làm chuyện nào mới hết đây? Anh mới xem hình đúng không? Đúng rồi. Ngầu ghê. Ngầu ghê ta. Một bầu trời xanh, tất nhiên là con rồng phải ngầu rồi. Hèn chi, dòm thần thái đi nè. Nè. Tôi bắp cuồng cuồng. Nghệ thuật đang nổi lắm đó. Dập lên nữa đi, dập lên. Anh có nghe câu cái câu mà cái thằng mấy thằng Sài Gòn nó hay nói gì nè. Lương xanh điệu á là chịu hình xăm. Không, bây giờ xăm nghệ thuật mới là xanh điệu. Phê nè. Trời ơi, để đi chút. Giờ em xăm con hổ đi. Ê, chuột kìa. Chuột luôn. Miệng mà la to quá, con nào dám ở đây. Nó chạy rồi. Trời quỷ á. Quỷ chắc quỷ luôn à. Trời đất ơi. Thì ra nãy giờ hai bà gồng bóng mà giả trai. Trời ơi mày, trời quỷ như mày thôi. Tấm tàng. Bảy cò, tấm tàng. Ai vậy? Ủa, con Tèo. Hả? Kiếm em chi hả? Qua kiếm hàng bay. Tao đang đào một cái mương chống úng bển á. Mở cái cuốc bị gãy, cho tao mượn cái cuốc coi. Nè, cuốc của em nè, cho mượn nè. Mượn cuốc em đi. Ôi ôi. Trời ơi, anh mới xăm hả? Ôi ôi, được coi. Đẹp không? Đẹp. Đẹp quá trời. Cưng dữ là trời. Ê. Làm gì mày? Thì hình xăm đẹp. Trời ơi, thì sao hồi nào giờ thấy anh nhát gan lắm mà. Sao bữa nay gan thì chịu đau giỏi chứ trời. Đâu có, đối với anh Tèo mày. Chuyện này chuyện nhỏ, mới xăm chút xíu à. Vậy đó hả? Vậy mà nào giờ em tưởng là đau dữ lắm. Trời ơi, để em coi lại coi. Ủa, sao anh xăm gì ngộ vậy? Một bên là mảnh hổ, một bên là bông hồng. Không có liên quan gì với nhau hết vậy. Vậy đúng rồi. Người ta nói á. Thôi đi. Mệt quá. Nói chuyện với hai anh em bay như nước đổ đầu dịch vậy. Mượn cuốc đi về. Hình xăm đẹp được rồi, không cần phải biết nhiều nha. Mập.
Trời ơi Tám ơi, mày đi ra đây tao biểu coi. Chờ xíu. Từ từ. Cái gì mà la làng lên vậy trời? Ủa tí má đẻ mày ra là mày ăn với mày ngủ thôi đúng không? Mày là xác con người mà hồn con heo phải không? Dương Duyên. Còn gì nữa? Ở đâu đem bưởi đây có đống gì bà. Đem gì? Cô Hồng Đạt bây giờ xách ra ngoài cho anh ta đi, nhanh lên. Biết rồi. Ôi. Alo, tôi nghe nè. Alo, anh Tám con ông hai lúa phải không? À đúng rồi. Em gọi cho anh từ Kintatu để xác nhận lịch hẹn. Chưa tao đi cúng. Trời ơi, bà vô duyên quá, tự nhiên cái chù người ta chết nè. Cái chù rồi nào? Trời ơi, xăm kiểu như mày nói chú ba chú cắt cổ nó từ 8 kiếp rồi. Thôi, mắc cười. Không biết là ông bị cắt cổ chưa. Mà ông mặc áo bà lỗ nha, ông xăm hai bên, ông khoe đi ra ngoài đường rồi nè. Gì nè, đẹp lắm. Thì tao không biết. Mày xăm gì? Tôi sẽ xăm một bên á là bông hồng 3D. Một bên á là con sư tử 3D. Trời ơi, nhìn đẹp lắm nha. Không phải đẹp không chứ tao nghe thấy 3D lắm rồi đó nha. Vô duyên quá à. Ê, ủa? Ở dưới mình hình như không có chỗ xăm. Mày đi lên Sài Gòn hả? Không. Lên Sài Gòn chi? Tôi lên trên tỉnh nè, xăm cũng đẹp vậy. Tôi đặt lịch, tôi hẹn ở chỉnh rồi, mai tôi xăm. Tôi cho chị coi hình nè. Nó thấy chưa, hình tôi chọn nó. Đẹp không? Thì cũng đẹp á. Đẹp tôi chọn mà. Còn cái chuyện này á, chị chỉ cần nói với tía. Nếu mà ngày mai không có tôi ở nhà, chị nói với tía vậy nè, tôi qua tôi phụ anh Tèo đào mương chống úng, tôi xăm chút xíu tôi về liền à, nhanh dữ lắm. Mày nói với anh Tèo chưa? Quên nữa, để tôi nhắn tin cho ông Tèo nha. Tôi nói với ông để ông biết đường, ông gặp tía ông nói chuyện. Thiệt luôn á, lên kế hoạch kỹ lưỡng quá ha. Người ta chúc mày may mắn. Xong. Xong chưa? Xong rồi. Rồi giờ khiêng bưởi đi, nhanh lên. Tía về tao không biết sao luôn á. Để lên. Biết rồi. Nhớ lấy tiền nha. Mang lẹ lên, nó mệt cũng chết. Rồi. Trời đất ơi, chị biết sao em tức lắm chị. Cái chỗ xăm này nè, hôm qua em hẹn nó là 10 giờ sáng, bữa nay em tới em xăm. Đúng 10 giờ sáng em tới trước cửa liền chị. Thôi tự nhiên cái quan tàn vắng que vắng quắc không ai hết trơn á. Em thắc mắc, em vòng vòng hỏi người ta. Mới biết được hôm qua nó xăm người ta bị lủng thịt. Đó, bị nhiễm trùng. Rồi cái bị tụi kia tới nó dí. Rồi bên đây nó đóng cửa nó trốn mất tiêu rồi. Làm ăn gì kỳ cục ghê luôn hả. Nhưng mà cũng may á nha. Có bạn em giới thiệu cho em cà phê xích bên chỗ của chị hay nè. Tới xăm an toàn mà vệ sinh mà đẹp nữa. Ủa chị, cái chỗ này chỗ xăm mà sao nó giống cái động quá vậy? Trời ơi, chỗ xăm mà nó kêu cái động. Giờ có xăm không? Dạ, xăm. Mà trước khi xăm á, chị cho em coi cái hình xăm của chị coi nó đẹp. Không có xăm cái gì hết trơn hết á. Ủa? Trời ơi, sao bà ngộ vậy? Làm thợ xăm mà không xăm mình. Ai biết đâu quảng cáo. An toàn cho chắc. Dạ vậy thôi em đi về an toàn cho nó chắc á chị. Ngồi xuống. Đi đâu? Ủa? Trước khi xăm cũng trang điểm nữa hả? Đồ trang điểm nè. Cái này là dụng cụ để xăm chứ không phải trang điểm. Dụng cụ để xăm hả? Trời đất ơi, cái hình này nè, anh xăm hay anh dán gì mà đẹp quá vậy trời. Nhìn bóng lình nè, đẹp quá ha. Bên kia coi anh. Cái này xăm nè, xăm chắc luôn, bên này dán nè phải không? Cái này là xăm, cái này cũng xăm. Cái này xăm. Xăm cái gì? Em xăm giống hình này nè. Cởi áo. Vô duyên. Tự nhiên bắt là cởi áo trời. Khùng hả? Không cởi áo. Xăm cái gì? Em quên, em lộn, xin lỗi. Em tưởng đâu rồi xăm xong mới cởi áo. Đè đi. Dạ.
Anh ơi, anh vẽ cho em đẹp đẹp nha. Đẹp hơn trong hình thì cũng được nha anh nha. Có đứa nào ở nhà đó không bay? À, dạ, dạ con, có con. Ủa, má? Má sao vậy? Ủa, chân má bị sao vậy? Dạ. Dạ, má mới ngồi xích lên nè, con coi coi. Không sao. Chân má bị cái gì vậy? Ê, có sao đâu. Trái gió trở trời rồi, cái lớn tuổi rồi thì nó nhức vậy thôi à. Thôi, để con đi vô, con lấy thuốc, con bắp chân cho má nha. Đây, bắp cho. Thôi đưa đây, má tự làm được rồi. Tao già chứ chưa đến nỗi vô dụng phải nhờ tới con cái. Thôi má để con bắp cho con có tiếng hiếu thảo rồi. Để nói khỏi mà. Nãy giờ về không thấy tía bay đâu hết vậy? Đi uống cà phê rồi. Cà phê hoài. Riết rồi á. Ổng ghiền hơi bà Hồng với chắc gì ổng ghiền cà phê. Đây má, con bắp cho. Khỏi. Tay tao vẫn còn rảnh. Tay này cầm chai thuốc nhưng mà vẫn còn rảnh. Chứ không phải như ai kia tối ngày ghiền cà phê ngồi ngoài quán. Dạ. Gì bây giờ chứ về nữa, chết tôi luôn. Làm gì ngồi càm ràm mình vậy? À, không. À, con nói thiệt á, may là má bị đau chân á, chứ mà ai mà làm má đau chân chắc con giết rồi đó chết luôn á. Có hiếu dữ hen. Tám đâu rồi? Tám nào má? Thằng Tám em mày chứ không lẽ tao hỏi Tám nào? Ừ, nói em con đúng rồi. À, nó đi qua nhà thằng Tèo. Rồi cái thằng Tí nó nhà nó đào mương. Cái tụi nó qua bển đào phụ má. Ờ. Chòm xóm láng giềng biết phụ giúp nhau vậy là tốt. Dạ. Ủa mà sao mắc gì á, có thằng Tèo Tí mà mày nói lộn tới lộn lui vậy? Tại vì tên tụi nó để bị lộn nhau sao con mới nói lộn chứ con không biết đâu má, hỏi khó quá. Thế mày. Ủa? Thế bị vậy? Ờ thì lớn tuổi rồi, trái gió trở trời nó nhất thôi con. Y như bà già con nhà. Ủa cái tay mà dính gì vậy con? Này hả? Bữa con mua vậy dán chơi á. Gì? Anh nói gì? Dán. Dán thiệt hả? Ừ. Chết thằng em tôi rồi. Chết rồi. Em hai trả cây guốc của hổm nè. Ủa đào mương xong chưa trả sớm vậy con? Dạ xong trơn rồi. Rồi anh Tám đâu? Đám nào? Thì anh Tám tàn con tao chứ không lẽ tao hỏi ai? Đâu biết đâu. Trời ơi, tin nhắn rung nãy giờ rồi. Tôi có cái điện thoại giữ trong mình không biết tin nhắn nữa kìa. Ôi điện thoại tôi có tin nhắn mà cũng biết nữa. Tám tàn nhắn nè. Tôi lên tỉnh xăm mình, má tôi có hỏi, anh nói tôi qua mần công chuyện phụ anh nghe. Sao? Tám đâu? Trời đất ơi. Con trả cây cuốc kìa. Tám đâu? Tám đâu? Sao? Hỏi xuống. Ủa anh, Sâm mà sao cầm súng bắn ai vậy? Cái này là Sâm, chứ không phải là bắn. Bắn là bắn cái khác. À, súng Sâm. Dạ. Ủa, sao không có điện? Chết, cúp điện rồi. Dùng mấy phát? Mấy phát, hết bình luôn rồi. Cắt súng. Kim. Hả? Kim hả? Kim
Kiếm kiếm có tiệt trùng không anh? Cái này hên xui. Trời anh ơi, xong mấy anh con nó tiệt trùng đi. Thôi em không có xâm đâu, em trả tiền cho anh này em đi về. Thôi em không có xâm đâu, em không có xâm đâu, đâu ai trả cho đâu. Mẹ thật nhát như thỏ đế mà cũng đi xăm. Nó không xăm thì thôi, mà sau nãy lúc nó kêu xăm bông hồng 3D em không chịu. Ông có nhất quyết đòi nó xăm đầu sư tử nha ông. Cũng tại mày không á, hẹn lịch của khách mà không báo gì hết. Là sao? Tao về đây tao chỉ xăm thường thôi, 3D tao chưa xăm. Mày hả sao Nhu? Nghe gan lắm nghe con. Thằng Tám nó đi xăm mình mà mày dám giấu tía má phải không? Hả? Giờ muốn gì đây? Tại thằng Tám nó lấy thịt nó đè người á, nó ép con á. Nhưng không con đâu có dám nói dối mà. Dạ thưa má con mới về. Chị sao? Mới về hả con? Dạ. Mệt không? Dạ mệt lắm á. Mệt lắm phải không? Dạ. Bồ ngựa này mát lắm nè. Nằm đây nghỉ đi con. Dạ dạ con cảm ơn má. Mày nằm sắp xuống. Nằm ấp xuống. Nhanh lên. Gì vậy má? Đi đâu về nói. Dạ con đi qua phụ huynh Tèo cút đất má. Cút đất nè. Hả? Hả? Cút đất gì? Hả? Mày nói xạo hả? Má ơi! Má ơi! Đau má ơi! Mày đi xong mình mà dám mày nói cút đất hả? Hả? Giờ mày muốn làm dân anh chị, mày muốn làm dân giang hồ đúng không? Nằm xuống! Giờ làm sao? Giờ muốn làm dân? Má ơi! Không phải đâu má ơi! Nó xăm hình nghệ thuật rồi, nó không có phải muốn làm dân anh chị đâu má. Nghệ thuật á? Nghệ thuật hả? 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 Đi xăm mình rồi về nói nghệ thuật hả? Má đừng có đánh con nữa mà, con chưa có xăm mà. Cái gì? Chưa xăm hả? Dạ chưa. Mở cái áo ra. Dạ. Mở cái nút áo ra. Mở. Dạ. Cái này hả? Ủa? Hình gì vậy? Chưa xăm sao có cái đồ con chó đó. Có đồ. Ủa sao mày nói với tao mày đi xăm hình nghệ thuật hoa hồng 3D, sao giờ tự nhiên xăm nguyên con chuột trên ngực gì vậy? Không phải, cái này là em muốn xăm cái đầu sư tử gầm cho nó ngầu á. Mà cái ông nội kìa, ông xăm đau gần chết luôn rồi. Em chịu không nổi, em bật dậy em chạy về đây á. Này là cái đầu con chó mà. Có má, đầu con chuột. Đầu con chó. Không mấy giờ, để đi con vẽ cái bờm lên cho nó giống con sư tử được má. Mày đưa tôi vậy được. Tiếp nữa hả? Nè, nói cho biết nghe chưa? Nói cho biết nghe lời má nghe chưa? Mày phải đi xóa liền nghe chưa? Không xóa hay là má lột da mày nghe rõ chưa? Ba mày không rảnh mày dạy, má sẽ dạy mày, tao sẽ đánh mày nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Dạ. Trời đất ơi trời, bây giờ phải đi xóa nữa trời. Bông hồng 3D, sư tử 3D ngọt ngào của tôi bây giờ mất tiêu luôn rồi trời. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with a bright red hair. Now she stands out from all the rest. Tự, 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 tự. Được không, được không? Đẹp, đẹp không, đẹp không? Ừ. Chui, ừ. Mệt quá. Trời trời, sao mà tôi xấu dữ vậy nè? Thì mày xấu thì lên thì nó xấu chứ mắc mớ gì anh ta mà ơi. Tại mày mập nó vừa xấu mà vừa mập nó không hiểu bao nhiêu cái điểm xấu nó hội tụ với mày hết. Tao nói thiệt, làm ca sĩ là phải chú trọng hình thức bên ngoài, phải ốm, phải mới đẹp. Mọi cách nào đi ốm? Thì lên kế hoạch ăn kiêng đi. Được á, được á. Ừ. Bắt đầu ăn kiêng nha. Ừ, ăn kiêng đi. Má bây á, bà nói tao, mà bà đi đâu á, là bà mọc rễ tới đó đó. Tới giờ ăn cơm cũng không biết đường về nữa. Nhà này riết rồi tao, không biết nói ai nữa giờ. Dạ, mời tiên cơm. Con Tám Tàng kìa,
Cái bụng mày có chút ép à. Dòm vô á, thấy ruột non ruột già trong á. Mà tối ngày cứ ăn kiêng ăn cử hoài là sao? Nói tao nghe coi. Kệ con nghe tiếng. Tiếng ăn cơm đi. Kệ cái gì? Trai tráng mày ăn uống kiểu đó là lấy sức đâu làm ruộng. Ủa? Con đâu thích làm ruộng đâu. Ủa làm ruộng có gì mày không thích? Thì không có gì. Nhưng mà con không thích làm. Ý mày nói làm ruộng tay lắm chân bùn chứ gì? Cái nghề thực chất nó như vậy mà tía. Ủa mày tưởng làm ruộng dễ ăn lắm hả? Đâu phải ai muốn làm ruộng cũng được đâu con. Thì con biết nó khó, cho nên con mới không thích làm thôi. Nhà mình á, bốn đời làm ruộng, có gì đâu khó. Nó không có khó, nó dễ ẹt hà. Nhưng mà tại vì con không thích làm thôi. Tại sao mày không thích? Mày thích cái gì? Nó làm ca sĩ tía ơi. Chưa có hỏi con, chưa tới lượt. Để tao làm việc từng đứa. Còn đứa nữa, còn đứa già kia về tao mới làm việc sau. Trời ơi, đất ơi là trời. Có ai hiểu cho cái nỗi lòng của con không vậy trời? Thôi tía lo tía ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi kìa. Tao không ăn. Chừng nào mày giải thích câu đó đi, tao mới ăn. Thì tại vì con thích làm ca sĩ. Tự con thích thôi, chứ đâu có ai xúi biểu gì con đâu. Con xin lỗi tía. Ai cho mày thích? Tao cấm không được làm ca sĩ nha. Dạ con biết rồi. Ở nhà làm ruộng. Ở nhà mặn ruộng. Sao kỳ vậy ta? Kỳ ta. Làm gì vậy? Tôi cân coi tôi có giảm được ký nào không? Mày muốn giảm cân thành công á, tao nghĩ tốt nhất là mày nên giảm bớt lên cái cân này. Có giảm được ký nào đâu. Mà mày làm ruộng mà mày giảm cân chi? Phải mập mập vậy mới có sức mần ruộng mày ơi. Ủa? Tôi nói tao đi mần ruộng hồi nào? Tại hồi trưa tôi nói như vậy á, để cho tía đừng có dằn tôi thôi. Ê! Mày lừa tía ha. Tao mét tía cho tía quánh mày chết luôn nè. Thì chị coi nè. Tôi sẽ cố gắng làm ca sĩ nổi tiếng á, để cho tía biết. Trời ơi lại ca sĩ. Tao nói thiệt với mày, mày làm ơn mày bỏ mấy cái ước mơ hảo huyền đó đi. Bây giờ ca sĩ quá trời luôn á. Ở trên Sài Gòn á, ta nói gì nè. Ca sĩ giờ mọc lên gọi như là nấm mọc sau mưa vậy đó. Riết là người bình thường ít hơn ca sĩ nữa. Mộng làm cái gì? À mà chị giáo nè, sau này tôi làm ca sĩ á, chị làm quản lý cho tôi nha. Gì? Tao quản lý cho mày hả? Thôi, tao không biết gì đâu quản lý. Trời ơi là trời. Sao? Sao làm quản lý cho em nha? Thôi, trời ơi mày đừng có làm cái mặt đó mà ép tao. Cái gì có gặp quản lý dở dở như tao. Ít ra phải quản lý đứa ca sĩ nào mà nó hát hay, nó nhảy đẹp chút. Đằng này mày hát dở hơn con vịt nhà mình nó kêu. Nhảy thì tao nhìn tao còn ói nữa. Đã vậy mặt thì xấu, dáng không đẹp. Quên. Xin lỗi. Lỗi mà Tám. Lỗi vãi cái gì? Tôi nhờ chị giúp tôi á, chị không giúp thì thôi. Mắc mớ thì chị xài xể tôi, chị nói nặng tôi vậy. Tao có xài xể mày đâu, tao chỉ nói thiệt thôi chứ bộ. Nói thiệt lòng gì kỳ vậy? Mai mốt tôi không nói chuyện với chị nữa đâu. Thôi vậy đi, tao đi vô. Trời. Nói vậy bỏ đi thiệt đó hả? Rồi, tắt giờ bớt đi. Coi cái gì ba cái khùng điên đó mà coi hoài. Mệt quá. Anh hai, bộ nghe nói nó mộng làm ca sĩ lắm hả anh hai? Hát dở như hạch đòi ca sĩ. Trời đất ơi. Ca sĩ cái gì mà ca sĩ? Nó quay rồi nó đưa lên chơi vậy chứ ca sĩ ông nội tao chứ ca sĩ cái gì. Mấy đứa nhỏ giờ vậy đó, có điện thoại nè. Hở chút gì cũng quay, ăn nhậu cũng quay. Rồi nhảy cóc nhảy nhái rồi ca hát làm xàm gì cũng đưa lên đó. Cái này chắc nó hát chay á. Chứ người ta có phòng thu đàng hoàng ca hay lắm. Mà đâu phải ca sĩ nào cũng hát hay đâu. Trời. Ca sĩ họ hát hay, sao làm ca sĩ? Vậy chắc làm loại sĩ quá à. Đó, bây giờ nó vậy á. Nhiều đứa nó quay tào lao vậy đó. Cái đó đưa lên mạng. Vậy mà có nhiều đứa cũng nổi tiếng à nghe. Ủa mà anh hay, nó vậy mà anh cũng để được anh hay? Nó lén tôi đó chứ. Tôi đã cấm tiệt ba vụ này rồi. Ở đó một ca sĩ gì tôi bắt làm ruộng sấp mặt luôn chứ. Ở đó một ca sĩ. Ừ.
Ừ, làm ruộng sắp mạc luôn á. Trời, cái này quất một cái nó đã tay cho mày. Tía, sáng thấy tích cực quá. Nghe tía hỏi nè. Hỏi gì tía? Con có giấu tía gì không? Con có giấu tía gì đâu. Mày còn mộng làm ca sĩ nữa không? Dạ không, con bỏ rồi. Cái nghề ca hát mà đi theo làm gì tía? Thiệt không? Dạ thiệt mà tía. Đâu phải mà đứng đó mà nhảy nhót cho thiên hạ ta bàn tán hoài, kỳ lắm tía ơi. Tía suốt ngày tía đi ra ngoài đường tía nghe lời người ta nói xấu con không à. Không ai rảnh đâu đi nói xấu con, phải không? Thiệt là mày không còn mộng là đi hát hò gì nữa phải không? Thiệt mà con bỏ rồi. Ừ, sao mà tập chi vậy hả? Không để gì dưỡng sức đặng mà làm cày ruộng. Tía thì tía giỡn hoài mà ruộng mệt cũng chết luôn vậy đó. Con tập này nè, chỉ tập cho khỏe, tập cho vui thôi. À, muốn cho nó nở cơ bắp chứ gì? Dạ đúng rồi tía, đúng rồi. Để tao chỉ cho. Ê, trời, Du Viên quay gì quá vậy? Vui lắm hả quay? Khùng quá gì á. Này, giết bắt trước ai mà lương lẹo dễ sợ luôn. Dám lừa tía hả? Muốn nổi tiếng hả? Được rồi, anh mày quay xong, anh mày đăng lên cho mày nổi tiếng luôn. Dạ, gì tía? Đây. Dạ. Đu lên cái nhánh này nè, hít lên. Hả? Này nha tía. Ừ. Trời ơi, sao được tía? Trời đất ơi, cái nhánh này hồi xưa tía làm hoài à. Muốn nở cơ là phải đu lên đó đó. Lên đi, tao chỉ cho. Dạ. Ừ. Cố lên. Lên đó tía. Ờ, lên. Dạ. Rút lên. Một lên. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Ô, cái này nếu gì mày nhát ba, mày đu cây hay gì chứ ta hít gì kì vậy? Tía ơi, cho con xuống đi tía ơi, con mệt quá tía ơi. Mệt quá. Mệt hả con? Cho con xuống đi tía. Mệt thôi, nghỉ đi con. Dạ. Cái gì đâu mà mới hít có mấy cái mặt bài xanh như đít nháy. Mệt quá tía ơi. Mệt nghỉ chút đi, mai làm tiếp. Thì bây giờ á, chị Sáu Nhú chỉ đồng ý làm quản lý cho tôi rồi đó. Chỉ cần một mình anh giúp tôi thêm nữa thôi là trọn vẹn à. Thì đúng rồi, chị em trong nhà không mà, không giúp thì ai giúp? Không phải, ý của tôi á là chị Sáu Nhú dù gì chị cũng ở trên Sài Gòn lâu rồi, chị nắm được cái tình hình showbiz âm nhạc như thế nào. Cái thứ hai á là chị cũng đồng ý làm quản lý cho tôi, thì có nghĩa là chị cũng đã tin tưởng tôi, là nghĩ tôi sẽ là một người ca sĩ có tiềm năng, sẽ nổi tiếng đàng hoàng đó. Chị ở Sài Gòn bao nhiêu năm nay không phải đơn giản đâu. À, hiểu rồi. Với lại tôi thấy cái vùng đất xẻo lá này bây giờ á cũng phải cần có một người làm rạng danh cái vùng đất này lên. Tôi quyết định á sẽ phải trở thành một ca sĩ chân đất thành danh. Cái lộn cái này chân chó không phải. Chân chó đó, chân đất là gì nè, thành danh phải không? Lúc đó tôi sẽ tự hào, tôi lên tivi á, tôi trả lời phỏng vấn là tôi là một người con của vùng đất xẻo lá này. Bình thường ăn cơm ăn gạo xẻo lá thôi cũng mang mộng lớn dữ ha. Rồi, giờ muốn tôi giúp cái gì? Nói đi. Đợi tôi xíu. Cái vấn đề mà tôi cần anh giúp ở đây á là hàng ngày á anh cải trang thành tôi, anh đi ra ruộng á, anh đứng anh cài cút cút, cài cút cút gì nè đó. Tại vì ông già tía tôi bây giờ á, ổng là trao lại cái mảnh ruộng cho tôi rồi, nên chỉ cần hàng ngày anh ra anh đứng anh làm giống tôi á, cái ông già tía tôi hàng ngày cái ông đi ra vậy nè đó, thấy không đi ra vậy nè, đứng đằng xa nhìn thấy tôi đang cài xới là ổng đi về rồi đó, vậy thôi dễ không có gì hết á. Thấy không, nghe gắn giúp tôi nha. Với lại woo!
tôi ra giúp tôi được phải không? Đồng ý được phải không? Ê, mà khoan đã. Tuy tôi là dân quê chánh gốc, nhưng mà nào giờ không biết bằng ruộng, chỉ biết nhổ cỏ và giải phân thôi à. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì khó khăn lắm thì biết nhiêu đó là được rồi. Tôi nè, tôi có biết làm gì đâu. Cái điều quan trọng của tôi bây giờ á, tôi phải cố gắng luyện thanh, luyện giọng hát của mình, xây dựng hình thể cho mình nữa. Tôi tin rằng anh sẽ giúp tôi được mà. Anh ráng giúp tôi đi, sau này tôi nổi tiếng á, tôi sẽ không có quên ơn anh đâu. À, mà đằng nào anh cũng nhận tiền rồi, cho nên á, anh phải ráng giúp tôi nha. Với lại á, tôi nhờ anh thêm gì chút xíu nữa thôi. Chuyện gì? Anh làm giám đốc hình ảnh cho tôi nha. Ủa, nào giờ tôi chỉ biết mấy cái giám đốc phân bón thuốc trừ sâu à. Giám đốc hình ảnh là làm cái gì? Trời ơi, em không biết, lạc hậu quý sợ luôn à. Giám đốc hình ảnh á, là anh chụp hình cho tôi nè, rồi quay MV cho tôi đưa lên mạng đó. Ủa nhưng mà sao ông nói chị Sáu Nhú chịu làm trong rồi mà. Chị Sáu Nhú chị chỉ làm quản lý cho tôi, đi tìm hợp đồng cho tôi, đi ngoại giao rồi ký hợp đồng thôi. Còn mọi chuyện là anh lo cho tôi đó. Để anh cho mày một bài học, cho mày bớt ảo tưởng. Chừng nào quay? Ê mà khoan, tan. Ông hát to lên để máy ghi âm nghe cho nó rõ. Trời ơi, cái vụ mà ghi âm thu âm để về phòng thu người ta lo. Còn bây giờ anh chỉ việc anh ghi hình cho em đẹp là được rồi. Vậy nha. Ok, rồi tiếp tục nha. Giờ cuộc gì nha, chó đẹp nha. Buộc vô vậy nè. Rồi, xuất sắc luôn. Tuyệt vời. Ê, được chưa? Ê, được chưa? Tôi thích này, này. À, lộng lẫy tuyệt vời chưa? Tôi thích, ừ. Ê, mày nói nghe nè, cảm ơn ông nghe. Sao? Nhờ ông mà tôi mới phát hiện ra là tôi cũng thích làm ca sĩ. Trời ơi, cũng thích nữa hả? Gì giống tôi vậy? Trời ơi, không có dễ đâu ông. Làm ca sĩ á, là người ta còn phải luyện thanh nè, rồi xong rồi vô phòng thu âm nè, phải tập hình thể, nội nhảy múa, nhảy nhót, đồ vũ đạo, đồ nữa. Chứ phải đơn giản như ông nghĩ đâu. Nói bây giờ rảnh rảnh. Lấy, hát bài nghe chơi thử được không? Hát bài phải không? Cái bài này tôi mới tập bữa nè, để hát nghe nha. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chỉ đâu lắm. Ông chọn cái style tông gì mà hát nghe kỳ cục vậy? Hát đâu trên trời vậy ông nội? Trời ơi, cái tông đó là tông của tôi, cái chất riêng, nghệ sĩ phải có chất riêng chứ đâu giống ai được đâu ông. Hiểu rồi. Cái gì vậy? Yêu lắm, thương lắm, xa lắm, đau lắm. Trời ơi, ông hát cái chất riêng của ông hay ghê luôn á. Tôi chưa nghe ai hát như ông luôn á. Ông hát dưới đất, tôi hát trên trời, âm dương hợp lẫn nhau, bá đạo thiên hạ. Ôi yeah. Wow, xuất sắc. Tôi nói với ông rồi, làm nghệ thuật mà cứ như ông á, thiệt thà như đếm sao làm được. Đó, công tình tôi quay hình đẹp lung linh lộng lẫy vậy đó mà có mấy chục view à. Nghe lời tôi đi, cởi đồ ra đi. Không cởi đồ thôi, bây giờ ông ăn mặc lộng lẫy lố lăng cũng được nữa. Quan trọng bây giờ là mình phải tạo cái hình ảnh trước. Nổi tiếng rồi, lúc đó người ta mới chịu nghe ông hát. Ông phải nghe lời tôi, thay đổi đi. Tôi đảm bảo với ông á, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Mấy chạy nha, chuẩn bị nha. Nè, đang lia máy nè. Rồi, diễn đi. Đúng rồi. Mềm mại hơn nào. Động tác mềm mại vô coi. Đúng rồi. Ê, nói nghe nè. Không mấy giờ nghỉ mệt chút xíu rồi, tôi chóng mặt quá. Ủa, mới qua chút xíu rồi mệt rồi hả? Trời ơi,
Thằng Tám Thang nó bị sao vậy? Anh hai, tôi tưởng nó mê làm ca sĩ thôi chứ anh hai, không ngờ giờ nó làm diễn viên luôn anh hai. Ôi, nó là con trai mà sao nó mặc đồ con gái vậy? Nó bị gì vậy ta? Trời ơi, bởi vậy lúc trước tôi thấy nó ổng ẻo ổng ẻo, rồi nó ăn bận le lẹt là tôi nghi nghi rồi. Thôi 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 thôi, dẹp vụ này đi nghe. Tôi nói rồi đó, từ giờ sắp tới ai mà còn bàn tán tới con tôi đó là không yên với tôi đâu à. Chị ơi, giờ này con bấm nổi. Chị ơi, còn coi cái clip của mày nữa. Gì vậy? Đi vô độn mông lẹ lên đi. Độn mông chi bị khùng hả? Trời ơi, mày muốn biết gì á thì mày đi hỏi thằng ba dai. Mà giờ cũng không kịp đâu, tí về tới rồi. Mày đi vô độn mông lẹ cho tao. Mày độn lại liền liền giùm tao cái đi. Rồi. Tám Thang, Tám Thang. Tiếp. Tám Thang đâu? Ra đây tao biểu. À, Tám Thang ơi. Ra đây tao biểu. Quá trời quá đất rồi ha. Dạ tí kêu con. Mấy con. Dạ. Vô lấy cái chổi cho ta. Mày nằm xuống đó. Dạ nằm chi tí á. Tao biểu nằm xuống đó. Dạ nằm. Vô đây. Tám Thang. Dạ. Mày có giấu tiếc chuyện gì không? Khai thiệt đi. Dạ. Con nói ra. Tía. Tía đừng đánh con nha tía. Sao đi? Thì tía hứa tía thà cho con đi, con mới nói. Chuyện gì? Nói nghe coi. Dạ. Con có quay clip. Con up lên trên mạng đó tía. Ủa tại sao mày làm chuyện đó? Dạ. Tại vì con ước mơ làm ca sĩ. Ủa, hôm đó mày đã hứa với tía là mày bỏ cái ước mơ làm ca sĩ rồi mà. Con xin lỗi tía. Còn chuyện gì nữa không? Khai luôn. Dạ, con có nhờ anh ba dai á, hằng ngày đi ra ruộng giả làm con để mần ruộng giùm con á tía. Trời Phật thánh thần riêng. Dạ, tía ơi tía, tía hứa tía không có đánh con mà tía. Tao hứa rồi nhưng mà tao tức quá tao kẹp không được, thấy không? Còn chuyện gì nữa không? Khai luôn đi. Con lấy tiền ở trong tủ, con trả công cho anh ba dai á tía. Lấy bao nhiêu? Dạ, có mấy triệu mà tía. Có mấy triệu hả? Ít quá hơn con nha. Mày ăn cái gì mà mày liều mạng quá vậy Tám Thang hả? Dạ, tía ăn cái gì con ăn cái đó. Không phải, con ăn gạo của tía, ăn lúa của tía trồng. Tía, con biết lỗi của con rồi tía. Mấy bữa nay con ăn kiêng á, con thiếu chất. Tía mà đánh con bị tụt huyết áp, máu nó không có lên não, con chết, con bỏ tía má, con bỏ anh chị lại rồi tía. Mày giỏi lắm, tao hết dạy mày nổi rồi Tám Thang. Tía, con biết lỗi của con rồi. Con biết chuyện của con làm thì con chịu. Bây giờ tía có đánh đập con gì đi nữa thì chuyện nó cũng đã xảy ra như vậy rồi tía. Còn nếu mà tía không muốn nữa thì con bỏ cái xứ này con đi, con không quay về nữa. Mày nói được thì làm được nha. Đi đi, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Con đi rồi. Đi đi, đã không? Mày đi đây làm gì? Đi vô. Còn cái. Xong đi luôn đi. Còn dám giác mặt về đây nữa hả? Con giờ đâu còn đường nào để về nữa đâu tía. Con đi đâu người ta cũng biết mặt con. Người ta cười vô mặt con xấu hổ không tía. Vậy đạt được mục đích rồi đó. Đi tới đâu ai cũng biết mặt là nổi tiếng rồi đó con. Thấy không? Dạ thôi, con không ham nổi tiếng đâu tía. Con tởm rồi tía. Bây giờ con về đây nè. Tía đánh con đi tía. Tía đánh con cho con tỉnh ra đi tía. Tao đã cản từ đầu rồi mà không chịu nghe. Con cái gì nói 10 cái 10 cãi. Tức không? Sao? Rồi bây giờ cô muốn làm ca sĩ nữa không?
Dạ không, con hiểu rồi tía. Tại lúc đầu á, con cứ tưởng đâu làm ca sĩ là được hát hò, được mặt đẹp này nọ. Nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện vậy á, con thấy làm ca sĩ còn khổ hơn làm ruộng nhà mình nữa tía. Cái gì cũng có cái giá của nó hết con. Muốn làm ca sĩ, muốn làm người nổi tiếng, trước tiên á, phải đẹp trai, hát hay, rồi phải có điều kiện thì ta mới làm ca sĩ, ta mới hy vọng ta nổi tiếng được. Hát giúp vui bà con trong xóm thì được, đám cưới đám giỗ rồi đó, ca hát với nhau rồi đó, tía đâu có cấm. Đằng này còn bày đặt đi ăn trộm tiền của tía đó, còn đặt điều ra đối gạt tía là sao? Dạ con xin lỗi tía, con biết lỗi của con rồi tía. Ông á, con người có ông hèn hạ dữ lắm. Ông nói ông giúp tôi mà tới hồi tôi xảy ra chuyện á, cái ông bỏ đi như chuồn mèo vậy hà. Ông thông cảm đi, tại tôi có tiền sử bệnh tim, bác sĩ dặn là không được xúc động mạnh. Bệnh tim nè, vừa phải thôi chứ. Bệnh tim gì mà chơi trò bài gã trò ác nhân vậy, xong rồi bỏ người ta đi là sao? Thì tôi nói vậy đó, tin không thì tùy ông thôi. Ở nhà ông ai dạy ông thì ra đời bỏ tiền ra để học khôn thì đâu. Hay quá ha, dạy ha, để tôi dạy cho ông coi nè. Quay, khoan, nè, ông đừng có được nước làm tới nha, tôi nhảy thiệt á, tôi nhảy nha. Khốn nạn mà. Ủa, nhái chửi ai vậy ta? Không lẽ chửi mình? Mà mình có làm đâu cho nhái chửi mình ta? Mất dịch, mày mừng cơ người ta cho đã thì mày bỏ nó. Giờ mày lại mày về mày giành nó là sao? Tự dưng con mày lớn hả? Mày ra cái thằng khốn nạn, cha của con nhỏ về đòi bắt con nhỏ lại. Ủa cha nhỏ về nào sao mình không biết ta? Mà công nhận cô này có phước thiệt á, lúc nào cũng có người đàn ông bảo vệ mình hết trơn, xứng đáng là trụ cột gia đình. Này, làm tôi hết hồn à? Anh mới làm tôi hết hồn á? Tự nhiên ngoài đi vô nghe khóc cúc kích, tưởng đâu có chuyện gì lớn xảy ra. Hay về có phim. Thì tại cái nữ nhân vật chính trong đây giống tôi quá, nhưng mà cổ có phước hơn tôi nhiều. Cuối cùng thì lúc nào cổ cũng có người đàn ông luôn quan tâm chăm sóc cho mình hết trơn á. Mà ước gì ở ngoài đời cũng vậy ha, may mắn biết nhiều. Cũng có chứ. Không có gì. Ủa anh qua nhà tôi gì? Thôi, tôi sợ lương lắm. Cái này á, nấu cháo là ăn ngon lắm á, khỏe lắm luôn á nha. Anh muốn làm gì đó làm, đi xuống giùm tôi đi. Ủa anh Năm mới đi làm về hả anh Năm? Chào hai cô, tôi mới đi mừng về. Ủa mà hai cô đi đâu đây? Dạ tụi em đi chợ. Vậy hai cô đi tôi về trước. Dạ. Tiếc quá ảnh có vợ mất tiêu rồi. Nhìn ảnh rắn rỏi đẹp trai như vậy mà, nếu mà tôi có chồng á, tôi lựa người như ảnh vậy đó. Giờ sao giờ ta? Anh Bảy. Ủa sao mình mua sữa nhiều vậy? Cái này tại trên Sài Gòn á, tôi làm biếng ăn sáng, tôi mua sữa nhiều về để tôi uống á. Sao? Uống không? Không mày,
Trời ơi, tôi thấy anh bây giờ anh nên uống sữa vô đi. Người mỡm nhớm nhách gầy chơ xương ra đó, gái nào mà thèm để ý tới anh. Bộ uống sữa mập hả? Đúng rồi, nhưng mà tôi mua hai loại sữa lận. Một loại uống cho giảm cân, một loại uống cho tăng cân. Mà rảnh quá à. Uống nào uống thứ thôi, uống hai thứ như vậy tốn tiền tí má hay sao? Trời ơi, tôi phải kết hợp hai loại sữa này vô để mà cho ngoại hình nó cân đối. Anh muốn uống không? Uống nào? Uống cho mập đi. Hay uống này cho nó ốm hơn? Thôi, uống này đi. Ê khoan đã. Gì? Từ nào tới bây giờ á, anh không có quen uống ba cái đồ béo đồ ngọt này. Anh mà uống như không quen á nha, lỡ cái gì nó bị cái gì. Chạy đi. Vì hạnh phúc của tao, ba cái chuyện nhỏ này chịu đựng chút xíu có sao đâu. Cái gì? Tự nhiên uống sữa mà cũng có liên quan tới hạnh phúc tương lai đồ nữa. Tao đã nói kệ rồi, giờ cho rồi lấy nè. Không thì trả lại. Cho đó. Uống cái này vô. Ừ. Đẹp trai. Ừ, anh mua nha. Không, mày ốm á mày mua đi. Dụ tao hả? Trả tiền nước giùm nha. Anh con Hồng ơi. Ơi à, cho con ly nước. Nước gì? À, ly soda sữa đá hột gà. Ồ, bữa nay đổi gu nữa ta. Dạ hả? Soda sữa đá hột gà. Hột gà. Dạ. Trời ơi bổ dữ nha. Chứ sao? Mập lắm á. Mập hả cô Hồng? Ừ. Con cần mập mà. Trời ơi mập dữ luôn. Mập dữ luôn chị. Dạ cho con hai chiếc hột gà luôn. Hai hột gà luôn? Dạ. Cô học uống rồi cô không biết mà. Đợi chút nha. Dạ. Nhanh nhanh nha cô Hồng. Ê, trời, trời. Làm hết rồi mà. Ừ. Nghe nói á là anh muốn tăng cân đúng không? Sao biết hay vậy? Em có cái này hay lắm nè. Cái gì? Thiền. Gì vậy? Thuốc tăng cân. Thuốc tăng cân? Ừ. Trời ơi. Hiệu quả không? Hiệu quả 100% luôn. 100% luôn. Nè, ba gói đúng không? À. Anh uống một gói là lên 5-10kg luôn. Wow. Ừ. Một gói lên đến 5-10kg. Mà này ba gói 15-30kg luôn. Ừ. Mà đảm bảo không? Không tăng á thì em hoàn tiền lại cho. Hoàn tiền? Ủa? Vậy là bán chứ đâu phải cho. Ừ. Em đâu có quẩn đâu mà cho. À, cũng được. Mà bán nhiêu? Rẻ lắm á. Chị sao chị sao? Mấy cây ổi chị mới vừa trồng á, tiệm đâu ra giống hay vậy? À, của Hồng cho tao á. Của Hồng á hả? Thì bữa trước tao nói là tao đang cần mấy cây ổi vậy. Bà bắn cây ra mấy cây ổi này cho tao luôn. Trời ơi, hay vậy luôn hả? Để bữa nào em qua em gặp cổ em nói là em cần tìm tiền ha. Cái cổ đi tám nó xíu cái em có tiền xài hay biết mấy chị ha. Mày xài em đi vừa thôi. Ủa? Thằng Bảy cò đó rồi. Sao sáng không ra phụ tụi mình? Ủa? Sáng ăn trúng gì hả? Rồi bị nữa rồi. Bị tào tháo dí thì ăn đợt ổi ngon lành. Cái gì vậy tính đàn? Tự nhiên thằng anh mày bị mày đứng mày cười. Để tôi kể chị nghe. Hôm bữa ổng nói với tôi là ổng muốn tăng cân. Cái tôi chỉ ổng uống sữa giống tôi đi cho mập lên. Cái ngày đầu tiên á, tôi kêu ổng á là uống trước khi ăn đi. Đó cái ổng bị tào tháo dí. Tôi đi kiếm đợt ổi cho ổng nhai vô. Ổng nhai vô cái ổng đỡ rồi. Tới bữa hôm nay ổng bị nữa. Bị nữa cái tôi kêu ổng đổi chiến thuật đi, là ăn trước khi uống đi. Ăn xong vẫn bị bình thường. Nó qua ngày thứ hai rồi. Vậy là ăn sáng xong rồi uống cũng bị. Trời ơi bị nặng hơn luôn á. Bởi tôi nghĩ nghe nhà mình vui mắc cười lắm. Cái người mà muốn kèm lại cho giảm cân á thì không được. Còn người mà muốn tăng cân mà ăn ăn uống uống vô tùm lum hết trơn mà cũng không được luôn. Ruột ơi! Ruột! Đi!
Ê, cái gì vậy? Đang thiếu tay nè. Đi lên sập không? Tí tao không cho cờ bạc. Đi đi chơi đi. Ủa, mà làm gì mà mặt nhăn như khỉ ngớt vậy? Đang có chuyện gấp. Bị gì? Thảo đáo gì? Trời ơi, ơi có sao không? Cái dấu hiệu này giống như bệnh ung thư vậy đó. Mày ung thư, tao cũng chưa ung thư đâu. Ê, nó nghe nè. Cái gì nữa? Cái hôm bữa con Gia Hăng nó bán thuốc tăng cân á, uống đỡ không? Hiệu quả sao? Hiệu quả lắm. Cộng với sữa cái tao uống chung nữa. Hai đứa nó đang đánh lộn trong này nè. Wow. À. Thôi, tao không nói mày nữa. Tao về chứ. Đuổi quá. Mấy cò. Mấy cò. Rồi, anh xong đời rồi. Gì nữa vậy? Thằng mấy cò đâu? Mày hả? Mày mày gan quá ha. Trời ơi, cái cây ổi của tao mà mày mất hết cái đọt nó rồi làm sao ra trái, làm sao nó lớn? Thì em đau bụng em hái một hai lá, nó không có tác dụng. Em chơi một luôn một nùi. Bí quá. À, mày bí phải không? Tao đánh cho mày bầu luôn hả? Tao nói cho mày biết nghe chưa? Cái cây đó bây giờ bị bẻ hết đọt như vậy, nó không ra trái là tao quánh cho mày thấy tía mày luôn nè. Ây da xỉu. Ê ông xỉu thiệt rồi. Xỉu rồi. Ê. Bảy. Xỉu rồi. Bảy. Xỉu rồi. Ủa sao? Xỉu không còn nói chuyện. Trời đất ơi bà Sáu, bà coi nè, mới có 2 ngày thôi mỏng quất hết nguyên hộp sữa này luôn đó bà Sáu. Thì ông bà chưa có câu lấy độc chi độc. Tao nghĩ tao uống nhiều rồi cái bụng tao thích nghi, rồi nó hấp thụ, tao sẽ mập. Ê, mày bớt nói thôi, bớt ngu quá. Mày suy nghĩ logic quá ha, khoa học quá ha. Trời ơi, ai đợi cái ruột mình nó không chịu rồi mày còn ráng nhồi vô nó tháo ra, nhồi vô tháo ra à? Không chết hả? Bởi vậy, cái ruột của ông nó muốn nghỉ thì ông cho nó nghỉ đi. Trời đất ơi, thời buổi này rồi mà còn dùng 3 cái phương pháp lấy độc trị độc. Trị độc đâu tôi không thấy. Tôi thấy ông sắp lên bàn thờ, ông ngồi với ông bà ở trển rồi kìa. Tôi giả một cái mày đi gặp ông bà thiệt đó nha. Tám. Vậy tao nói nhỏ nè. Vậy thấp xương. Ừ. Mày chù tao chết ha, thằng mắc dịch. Chưa. Thôi, vậy cũng thôi nói bậy nữa, đi ra mua thuốc cho nó đi. Tao xuống bếp nấu miếng cháo cho mày ăn. Rồi. Không có cây ngu nào giống như cây ngu nào hết. Cái hả? Dạ. Trời đất ơi, mày chạy ra giường, mày hái cái đọt ổi non, mày uống vô là cầm liền. Hái rồi, ăn rồi. Tao nói thiệt nha, tao nhìn mày tao còn chán, hỏi sao mấy cái con nhỏ con gái nó khoái mày được á. Người gì đâu á, đàn ông con trai mà ốm nhôm như con cò ma vậy đó. Rồi bây giờ hả, còn bệnh hoạn nó nhìn thấy gớm muốn chết luôn à. Tao nói thiệt nha, đàn ông con trai á là trụ cột của gia đình, làm sao mình cho thấy nó ngon ngon chút chứ ai mà thấy ghê quá coi ra gì. Muốn lắm chứ cô Hồng, mà lực bất đồng tâm. Là sao? Uống sữa cho mập mà bị Tào Tháo dí, giờ cảm giác nó xuống ký thêm chứ nó không có lên ký. Thậm chí nha, nghe bà Gia Hân bán thuốc cho lên ký á, mua uống luôn rồi mà không xin nha. Không có gì khó hết trơn á. Tối á tôi dắt mày xuống nhà ông thầy chính ở xóm dưới á. Trời ơi, ông trị cái bệnh này hay lắm nha. Mày nhớ con Trinh cháu cô không? Trời ơi, hồi đó nó ốm kinh khủng luôn á, mà bây giờ nó uống xong nó đỡ. Ờ, à, thấy cũng được được á. Cô Hồng nè, hồi đó cũng ốm lắm, tôi uống hơi bị lố nó mới vậy đó. Cho nên á, bây giờ thấy không, thấy khỏe không? Ngon cơm không? Dạ ngon cơm. Đó. Con thích cơm ngon rồi chứ không có thích cơm cháy, ăn ngán lắm. Đi qua bển liền đi cô Hồng. Ê, đi đâu? Thì đi xuống nhà ông chính hốt thuốc. Mà vô duyên quá. Giờ này giờ bán hàng của tao, giờ là giờ đông khách nhất của tao nè. Mày kêu tao đi. Giờ này ma mới mua chứ khách nào mua.
Tao quýnh mày bây giờ á, mày đừng có nói câu đó nha. Ít nhất tao cũng bán được cho con ma mày đó. Đi con, đi con học. Thôi được rồi, được rồi. Dắt mày đi. Dạ. Trả 100 ngàn. Trăm ngàn tiền gì? Giờ chưa ngủ đâu mày. Ông đang sắc thuốc gì mà tôi nghe có mùi thuốc vậy? Tăng cân. À, tăng cân. Ừ, vậy gì tăng cân? Đi bơi, la ông sùm, tôi tía má ngủ. Ê, ông đang có cái mối nào phải không? Để ý con ta rồi phải không? Rồi cái bị người ta chê nè, ống tông, ống teo như cái que củi vậy đó. Không có đủ khả năng, sức lực để mà gánh vác gia đình phải không? Đúng rồi, bởi vậy tao mới muốn lên ký nè. Hèn chi ha. Ê Tám, anh em trong nhà, mày coi tao à, cũng đâu có tệ đúng không? Nhìn anh á, theo tôi thì tôi thấy anh như một gốc tre chết khô ngoài bờ ruộng á, tông teo trơ trọi, lẻ loi có mình ơn hà. Mày đừng có sát muối vô mặt tao dữ vậy chứ. Mày nói chi dài dòng, mày nói chỉ đơn giản là tao ốm như con khô là được rồi. Ý, trời, tự nhiên bậy bạ, đi so sánh mình với con khô, tội nghiệp con khô. Nghĩ sao vậy? Tôi nói anh nghe nè, con khô phải không, ví dụ như bây giờ nó mỏng đi, nhưng mà banh ra vậy nè, nhìn nó còn có bề ngang. Còn anh, trời đất ơi, nhìn anh bề dọc cũng không đủ mà bề ngang cũng không có nữa. Thôi mày đừng nói nữa, mày nói tao càng tủi thân thêm. Tôi nói ông nghe nè bé cò. Gì? Chỗ anh em á, tôi nói thiệt với ông á, con gái thời buổi bây giờ nó cần có một người chồng cao to, lực lưỡng. Mà con gái quê mình còn đỡ nghe chưa. Trời ơi, mấy đứa con gái trên Sài Gòn kìa, tiêu chuẩn chồng của nó đó là phải sáu múi nè, vạm vỡ nè, và đặc biệt có tiền chứ có quyền. Thôi mày đừng nói nữa, mày vô nhà ngủ giùm tao cái đi. Vô ở canh nội thuốc coi chừng nó cạn đó nha. Không cần mày nói mày. Mày cò. Mày cò. Ê mày ngủ hay mày ăn vậy? Mày ăn cho xong mày vô trong mày ngủ được không mày cò? Có. Ủa? Chị sao? Nó bị gì vậy mày? Ổng đâu có bị gì đâu. Không bị gì mà tao thấy như con bò nhai lại, vừa nhắm mắt vừa nhai kìa. À, hiểu rồi. Chị nhìn nè nha. Há hổng ra. Nhai. Nuốt. Há hổng ra. Nhai. Coi chừng mắt ngẹn đó. À, thôi mày đừng làm nữa, tao nhìn thấy mắt ngắn quá đi. Trời, nó bị gì vậy mày? Rồi cái gì đây? À, ổng ước mơ được tăng cân, cho nên ổng đi hút thuốc về uống thuốc lên cho mập á chị. Ôi, đây hả? Rồi uống xong ra nông nổi về. Chị rất là thông minh. Ê, mà công nhận nha, cái ông thầy thuốc này, ông hút thuốc hay ghê luôn á. Trời, ông vừa uống vô xong á nha, ông ăn xong rồi ngủ, ngủ xong thức dậy rồi lại ăn tiếp, ăn tiếp tự nhiên buồn ngủ nữa. Đó, nay lên được mấy ký luôn. Bạn hút thuốc của ai vậy? Hình như ông nói với em là ông hút thuốc của ông thầy chính gì ở xóm dưới á. Trời ơi, mấy cái thằng ngu này thiệt á. Cái ông thầy chính nó nổi tiếng là ông thầy lang băm mà, tự nhiên đi hút thuốc cho nó uống. Ủa, tại sao chị? Sao chăng gì, nó mà uống kiểu này là không phải nó mập đâu, mà là uống vô xong mà người ta trữ nước trong người á, nó bị phù ra. Phù mà nó yếu lắm, bây giờ nó không uống nữa là người ta xẹp lép lại, hại sức khỏe nữa. Trời đất ơi, vậy rồi giờ sao bà Sáu? Ai biết sao? Thôi mày đi vô mày lấy cái khăn lau mặt cho tỉnh đi, nhìn gớm quá. Liền đi. Ê, không, khoan. Hả? Mày đi qua đây đi, tao có cách này.
Trời ơi, tát mấy cái nó cũng tỉnh luôn đó. Cách gì? Anh Bảy Cò ơi, anh Bảy Cò. Có nhà không anh Bảy Cò ơi? Ủa? Nhớ em. Bảy Cò ngủ rồi, bà đi ra quán đi, nhớ tôi gọi. Về đi. Hả? À, nhớ, 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 nhớ đâu? Nhớ đâu? Mày là mày nuốt được đâu muốn người ta không? Ói quá. Nó nghe nè, nhái nó qua nó tím mày, tao nói mày đang ngủ. Nó ra quán cà phê nó ngồi nó đợi rồi bây giờ đi vô chỉnh trang lại, tắm rửa sạch sẽ tỉnh táo đi ra nói chuyện với hai nhái hiểu không? Ê bà Sáu. Vậy ổng mà ra quán cà phê ổng không gặp được bà nhái đó nha. Ổng về ổng xử bà, đừng bắt tao chịu trách nhiệm chung với bà nghe chưa. Rồi lúc đó tao tỉnh. Cô nhái. Ừ? Nãy nhái qua nhà tôi kiếm tôi có gì không vậy? Ủa tôi qua nhà anh hồi nào? Ủa sao nãy chị Nhú nói là em qua kiếm anh, nói ở bên đây. Không, kiếm anh chị. Ủa vậy bà Nhú. Rồi, chơi nhau nữa. Nếu vậy không có gì, vậy nhái đi đâu rồi đi đi. Đi đâu trời, tôi đi mua nước cam mà kêu tôi đi đâu. Cô đang không đang làm kìa. À, thôi vậy tôi về nha. À, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống. À, cái gì vậy? Tôi nghe bà Sáu Nhú nói anh đi mua thuốc tăng cân nhà ông Chính hả? Đúng không? Có đâu. Thôi mệt quá đừng mắc cỡ làm gì. Việc anh muốn tăng cân, cả xóm xẻo lá này ai mà không biết. Nhưng mà sao anh khờ quá vậy? Muốn tăng cân á thì mình phải đi tập thể dục cho nó cường tráng lên. Rồi hả, mình phải đi bác sĩ dinh dưỡng để mà người ta cho anh chế độ ăn uống hợp lý. Vậy mới mập lên chứ. Anh nghĩ sao mà đi mua thuốc uống vậy? Tôi nói nha, có ngày chết cho anh chừa. À, anh biết rồi. Nước cam nè con. Dạ, xong rồi. Ủa? Cô Bảy Cò mới tới hả? Mày có lên được tí nào? Tăng con khỉ khô của cô Hồng. Chưa tính sổ cô. Cô giới thiệu con cái ông thầy thuốc đầu làng băm. Con không những lên cân mà còn giảm cân nữa. Sao kỳ vậy? Vậy là chẳng qua là cơ địa con nó không có hợp đó. Thiệt sự là cô Hồng chưa có uống thuốc này. Nhưng mà cô nghe người ta nói là thuốc tốt, có hiệu quả. Bây giờ con chỉ tập thể dục với đi gặp bác sĩ dinh dưỡng để cho nó lên cân thôi. Tao nói thiệt với mày nha, mày làm gì cũng không có lên ký được nữa đâu. Mà tao hỏi nè, mày có để ý em nào không mà tự nhiên muốn thay đổi ngoại hình nữa vậy? Thiệt hả? Để ý ai vậy? Hả? Nói tôi nghe đi. Hả? Cô Hồng nói tầm bậy bạ. Làm gì để ý ai? Cô Hồng chưa xong chuyện với con đâu, mang qua tính sổ với cô Hồng. Trời. Rồi tự nhiên cái quạo à. Rồi đi về không chào ai hết. Cô thấy không? Cái này càng ngày càng kỳ cục. Chẳng qua là nó đi ra đường á, nó cô gái. Bị gái chê nó ốm con cò ma. Rồi không đủ sức làm trụ cột gia đình. Cho nên bây giờ nó muốn tăng ký lên, nó mập lên để mà nó trả thù á con. Thiệt hả? Đâu nhất thiết là phải mập mạp mới làm trụ cột gia đình được đâu. Ốm cũng được vậy. Bởi rồi hả, nếu mà con á, con mà lấy người nào miễn sao mà lo được cho mẹ con nè. Rồi yêu thương tụi con nữa, vậy là đủ lắm rồi. Nhiều khi tao nói là càng ốm càng dẻo dai đó. Đó mà tao kêu là nhỏ mà có giỏ đó cô. Đúng rồi. Nếu như mà nhái nói sớm thì tôi đâu có ra nông nổi như vậy. Vẫn nước cam như cũ không? Đúng rồi chị. Chị sao vậy? Chị bị cảm hả chị? Không có phải bị cảm. Cái mùi dầu thơm của mùi á, sao mà nó nồng dữ vậy? Thì mùi, không có mùi thì đâu phải là mùi. Trời ơi, đúng rồi. Nhưng mà quan trọng á là nó tỏa mùi hay là nó bốc mùi á. Cái gì chị nói gì vậy? Không phải. Ý tôi nói rằng á là cái mùi dầu thơm thiệt nha. Ôi trời ơi, nó sang trọng mà nó ngọt gì đâu á. Thì Chanel number 5 mà chị. Ủa là cái gì vậy? Thì dầu thơm hàng hiệu đó. Ồ vậy hả?
sang trọng quá. Lâu nay lên Sài Gòn làm ăn chắc già lắm hả? Thì nói nào cũng hay á, thì em cũng mua được vài căn chung cư cao cấp á ở Vinhome á chị. Wow, chung cư cao cấp á, phải là cái nhà nó bu là bu rồi, rồi nó cao là cao quá trời, ô cửa mà nhìn thấy phải không? Đúng rồi á, cái đó mắc lắm mà nha. À, cái đó thì mỗi căn hay nữa là khoảng tầm 8-9 tỷ à. Trời ơi, 8-9 tỷ, chục cha nó bằng gấp mấy chục cái căn quán của mình. Ôi trời ơi, nhà nhiều dữ vậy ở sao hết? Thì mỗi ngày ở một căn, ở đủ nguyên tuần là được rồi. Chứ không ở á, để lạnh lẽo lắm. Nó nghe nè, Mùi. Sao? Cái chung cư cao cấp của Mùi mua á. Ở trên đó nó có gần cái kho đạn Long Bình không? Kho đạn gì chị? Cái kho đạn Long Bình á, ở trên đó đó. Chị nói sao vậy? Chị nói là tôi nổ hả? Tôi không có đó hả? À, không phải, không phải. Ủa rồi có cho thuê không? Cho thuê hư nhà hết chị. Trời ơi, vậy thì phí quá. Thì tôi cũng làm cực khổ lắm chị ơi. Mà chị có nghe nói là người giàu cũng khóc chưa vậy? Có. Hồi đó con Phinh đó nữa đó. Tôi á. Ôi vậy hả? Trời ơi. Khóc kiểu chị á, tôi cũng khoái khóc nữa. Mà làm gì giàu dữ vậy? À, em làm phước đó chị. Quá. Là làm từ thiện hả? Không phải làm từ thiện, mà em làm mai mối đó chị. Những người đàn ông á mà không có vợ á, thì em làm mai cho người ta có vợ. Còn những người mà con gái chưa có chồng á, thì em làm mai cho người ta có chồng. Ồ, vậy hả? Mà suốt ngày làm vậy hoài, như giúp người ta vậy? Trời đất ơi, thì tôi cũng kiếm được chút đỉnh thôi. Thì mua được là vài căn nhà với lại là một, hai, ba chiếc ô tô gì đó. Ồ trời, vậy tôi cũng muốn kiếm chút đỉnh đó chị. Thì bữa nay á, em qua đây á, em bàn chuyện làm ăn với chị đó. Vậy hả? Nói rõ hơn coi, làm sao sao? Thì á, tôi có cái mối làm mai ở Hàn Quốc á. Thì chị coi ở trong cái xóm này á, có con gái á mà muốn lấy chồng mà đi nước ngoài á, thì chị giới thiệu em đi, em chia hoa hồng cho chị. À, là giống mấy cái vụ mà hồi trước là gả làm mai cho lấy chồng Đài Loan phải không? Trời ơi, đi hết một mớ rồi. Đài Loan là xưa rồi chị ơi, bây giờ là Hàn Quốc giàu lắm. Giàu lắm à, Hàn Quốc là có phải cái gì à khăn sa như ta anh xin nhìn nhô phải không? Đúng rồi đó. Ồ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trời ơi, tôi chết rồi. Để ngày mai thì hãy đi hết cái xóm này, ở hang cùng ngõ hẻm này thì cũng tìm tới. Rồi tôi mới coi coi có cái nhà nào có con gái á, thì tôi báo cho Mùi nha. Chị cứ từ từ suy nghĩ đi, chừng nào có chị gọi em. Được á, Mùi chờ tôi nha. Có gì tôi báo nha. Ủa thôi mẹ, cho mượn xí đi. À, sao ngon không? Ngon thơm. Ngon thơm thôi hả? Không nghe mùi gì hết hả? Gì? Mùi gạo Hàn Quốc đó. Gạo Hàn Quốc? Ừ. Ờ ha, thơm mùi lạ lạ không giống gạo mình. Đây là bánh gạo Hàn Quốc, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Của con rể tương lai tặng cho tí vợ đó nha. Con rể? Ừ. Tao là cái thằng chưa gặp thì phải rồi đó. Chưa đâu, còn nữa nè. Gì nữa? Đây á là tiền ứng trước, để cho anh á là mua trà rượu với các thứ đó. Trời đất ơi, chưa gặp gì trơn mà nó đưa tiền rồi. Dám đặt cọc quá ta. Thì lấy vợ là phải lấy liền tay mà. Ủa, câu đó bên Hàn Quốc có luôn hả? Có chứ sao không có. À ơi trời, chịu. Trời ơi, có tiền là được rồi. Ngon ha, bánh ngon, Hàn Quốc có khác à. Hình như cô với bà Mùi á, tính hợp tác làm ăn cái gì đúng không? Sao mày biết? Trời. Nhìn điều bộ hai người là tôi thấy tôi nghi rồi. Ôi trời ơi, chuyện đàn bà phụ nữ mày hỏi làm chi? Hỏi chơi thôi,
thực ra biết hết à. Mày biết gì vậy? Thì cô tính làm mai mấy đứa nhỏ trong xóm á, cho mấy người nước ngoài á, đúng không? Đúng rồi sao? Cô á, ác lắm á nha. Vô gì mày? Thiệt mày á, thật sự là tao đang làm phước á. Làm phước chỗ nào? Mày thử nghĩ coi, ở cái xóm mình nè, người nào cũng nghèo hết trơn á. Tao làm như vậy á, để ba má nó có số vốn để làm ăn, còn nó cũng được yên ấm tấm thân nữa, đúng không? Ngon vậy á, sao cô không đi lấy chồng luôn đi? Tao nói thiệt mày á, có người chịu tao, tao cũng chịu nữa mày. Mày mướn à? Thật sự, tao rất là vĩ đại. Tại mày không có tầm mắt vĩ mô cho mình không có thấy được, hiểu chưa? Vĩ mô vĩ đại chỗ nào? Nè, tao là đưa người Việt Nam mình á hả, đi khắp thế giới ha. Người Việt Nam mình á sẽ là có mặt khắp nơi, và Việt Nam mình á sẽ là thống trị thế giới luôn. Ôi, hiểu xin chưa? Nghe vĩ đại quá. Tôi là trình bày hết ý của tôi rồi đó, anh thấy như sao? Tôi thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà không biết là con nhái nó có chịu hay không. Nó không chịu có nghĩa là nó chưa có hiểu. Mình phải lựa lời mình phân tích nó là được chứ gì. Nhưng mà nó có con rồi, nó không chịu bỏ con nó đâu. Ai nói nó bỏ con? Anh nuôi con nó đi, rồi nó nhớ con nó về nó thăm, có gì đâu. Mà tôi biết chắc nó không có chịu mà. Tôi hỏi anh nè, bây giờ nó còn trẻ, quá trẻ luôn ha. Nó phải đi bước nữa chứ. Chắc lẽ nó ở vậy hoài. Mà tao nói cái gì đó, thà nó tự quyết à. Đúng. Ừ. Thì nó tự quyết đó. Đúng rồi. Bởi mới có một cục đó, mới là mẹ đơn thân đó, không có ai đó. Bà im đi, đừng nói xấu ông tôi. Cha mẹ mình phải khuyên nhủ nó chứ. Ừ. Đúng không? Tôi suy nghĩ thì bà nói cũng đúng đó. Tôi là nó đúng mà, lúc nào cũng đúng. Giờ nè, tình trạng của nó là nó là có con rồi đây nè. Sớm này ai cũng biết hết trơn rồi. Ai lấy nó? Đúng rồi. Mà có vừa cho dù người ta lấy đó, cũng nhai nữa. Chính xác. Bởi vậy bây giờ mình có cái mối này ngon, mình phải chọp liền chứ. Nè, nói cho anh nghe nha, cái người nước ngoài nó không quan trọng chuyện đó. Mà mình có giấu nó cũng đâu biết đâu. Ừ. Đúng không? Đúng không? Ờ hen. Có lý. Ừ. Mà bà có hình nó không? Có chứ. Lấy cho ông coi nè. Đâu? Nè. Ủa, bà đưa hình ba bà làm chi đây? Cái gì vậy? Hình con rể ông nè. Con rể tôi? Ừ. Nhiều tuổi? 5 năm. Nhỏ hơn tụi con tuổi vậy hả? Đâu có lớn hơn đâu sợ. Trời ơi, thôi mà cũng già lắm. Nhìn trẻ lắm. Thôi, già lắm. Khoảng chừng 40 à. 40? 41. Trời ơi, mệt quá, già chát à. Trời ơi, tao nói chồng già, vợ trẻ là tiên. Không sao đâu, nó cưng nhiều. Nó cưng nhiều, nha. Nhiều gì? Thôi để tôi về tôi lựa lời tôi nói nó thử còn sao. Mẹ, tôi nói cho anh nghe nè. Dạ. Con nhái á mà nó lấy chồng á nước ngoài á, không những là sướng tấm thân của nó mà anh chị còn nhờ nữa, thấy không? Bây giờ nó lấy chồng ở đây thấy không, nó khổ muốn chết anh thấy không? Ừ. Đó. Thôi bà nói vậy tôi nghe vậy để về mà tôi lựa lời tôi nói nó còn sao mới được. Thì đó, bởi vậy anh phải nhanh lên nha. Cái mối này ngon lắm á. Đừng nó sống nó uổng lắm mà nha. Cũng phải từ từ chứ. Tôi á là tôi thương lắm tôi mới nói á. Ủa mà mới sớm mơ tôi nghe bà đi qua nhà nhà trai hay lúa đó, là bà làm mai đó cho con chó nhú đó. Bà nghe bà ông chữ té tát luôn mặt đúng không? Ai nói chuyện đó? Làm gì có chuyện đó? Bà con chồng sớm nói cho ai? Ai vậy? Ai mà đồn bậy bạ vậy? Ai? Anh nói đi. Tôi qua tôi đào á, tôi đào lên mà coi. Hả? Đâu mà nhiều chuyện sáng sớm đờm bay bà. Sớm người ta nhiều chuyện lắm. Ờ. Nhiều chuyện thua người. Ai vậy? Bà chứ ai? Nhai. Em, anh làm gì mà chạy hớt hải vậy? Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Em nghe. Chuyện gì? Chúng hồi á, bà Mùi á, có qua đây á, giới thiệu em lấy chồng nước ngoài á. Em đừng có chịu nha. Rồi bà có nói cái gì á, em đừng có tin luôn. Không phải đại gia gì đâu, đội đại gia dởm á. Biết không? Biết rồi. Ừ, biết thì tốt. Ừ, rồi sao nữa? Thì hết rồi. Tưởng chuyện gì? Cái đó tôi biết rồi. Mà với lại cũng thằng đại gia nào mà lấy tôi đâu, yên tâm. Thì tốt á.
xe ra. Biết vậy thì tốt á. Rồi qua đây còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, đi về đi cho tôi dọn nhà. Nhớ đừng nghe lại. Công nhận á, đi theo bà Mùi á làm mai mấy đám quá trời tiền luôn. Hồi xưa giờ ông bà mình nói nhiều câu đúng, nhưng mà cái vụ này sai nè. Tao nói bốn cái ngu mà trong đó có cái làm mai. Tôi thấy làm mai đâu có gì ông ngu ta. Ba cái kia mình không biết làm sao chứ mà làm mai sướng gần chết. Alo, Mùi hả? Có liền. Đợi tôi tìm cho. Nhưng mà gấp là phải tiền nhiều nha. Ok, có liền. Vậy nha. Bộ đi ghế nó xù hả? Không những nó xù mà nó còn đi lấy chồng nữa kìa. Dữ vậy hả? Ác đức hơn nữa, nó còn bo nết thêm cái thiệp đám cưới trắng tinh khôi nữa đó. Thằng chú rể á, nó ở đâu mà nó là ai vậy? Tính ra nó có hơn gì tôi đâu, chẳng qua được gắn cái mắt gì kiều thôi. Gì kiều hơn nhiều chứ đâu ít. Thôi nha, đừng chập tới nỗi đau người khác nha. Càng nói tới là đang sục sôi nè. Tôi hận. Ủa, anh ba gai đến đây làm gì? Ủa, sao anh gọi em không nghe máy? Em bận, có chút việc. Chắc không phải đâu. Hay là em đang tránh mặt anh, đúng không? Em không có gì hết á. Nhất định là có chuyện gì mà. Em không sao? Có gì hết á, anh đi về đi. Nè, có chuyện gì vậy? Kể cho anh nghe đi, được không? Em nói không có gì hết. Em không sao chứ? Em không sao. Từ đây về sau đừng có đến đây làm gì nữa. Nhưng mà tại sao? Em không biết giải thích với anh sao hết á. Và bây giờ em với anh cũng không còn gì nữa. Anh đừng tìm em làm gì nữa. Nhưng mà anh không hiểu lý do. Hay là do anh làm sai chuyện gì? Em nói là anh không có làm sai gì hết. Lỗi là do em thôi. Em xin lỗi anh. Không. Anh không muốn em xin lỗi. Thôi mình chia tay đi anh. Em. Thôi tao hiểu rồi. Đó, giả sử như là cô trong trường hợp đó, cô có sôi máu không? Nhưng mà tao nói mày nghe nè, khi một cánh cửa mà nó đóng lại thì có một cánh cửa khác nó mở ra. Bịt cửa luôn rồi. Mày yên tâm đi, sẽ có một người yêu thương mày thật sự. Ai yêu thương? Bộ máy hôm rày con không biết tin gì hả? Tin gì? Bà Mùi trong xóm đó. Sao? Mà làm mai mấy nhỏ con gái hết trơn cho người nước ngoài rồi, còn đâu ra nữa. Mày nói vậy chứ đó có phải không? Rồi mày đổ thừa tội nghiệp người ta mày. Ủa, chứ không phải bả cho ai nữa, ai trồng khoai đất này nữa? Không phải, nhiều khi nó là ai cô nói thử là ai thì là bả chứ ai. Thì đúng rồi đó. Nè, bởi vậy nha, đừng để con gặp bả, nếu không á thì mày làm gì người ta? Chờ đi rồi sẽ biết nha. Thế nhẹ nhẹ thế. Chưa ngủ đâu hả? Dạ chưa. Ngủ được không? Nhảy à, tôi tính nói con cái chuyện này nè.
Chuyện gì tí nói đi tí. Mấy con đem nhỏ đi gửi đi. Trời đất ơi, nó mấy tháng tuổi rồi mà tự nhiên đi gửi. Thì con người ta cũng mấy tháng người ta gửi rồi sao? Thì người ta bận người ta mới gửi. Còn con ở không, tự nhiên cũng đem gửi là sao? Nhưng mà con phải đem gửi cho từ từ cho nó quen. Không, con của con thì con tự giữ. Bà thấy hỏi thiệt mày nè, bây giờ mày có muốn lấy chồng nữa không? Sao tự dưng này tí hỏi con vậy? Tại tí thấy mày còn trẻ quá mà, không lẽ ở vậy hoài. Con không nghĩ tới mấy chuyện đó đâu tí ơi. Bây giờ con nên nghĩ là vừa rồi đó. Cái cô Hồng đó, cổ có mấy cái mối mà lấy chồng Hàn Quốc ngon lắm. Lấy chồng Hàn Quốc? Ừ. Ngon á thì tí kêu cổ lấy giùm cho con luôn đi. Nếu mà người ta lấy thì đâu có tới mày. Nói chung là con có xa con được đâu. Trời ơi, cứ lấy chồng nước ngoài đi, cho xuống tâm thân. Đó, thằng nhỏ đó, cứ để tí lo cho. Nhưng mà con có xa con được. Sao mà mày tao nói cái gì mày cũng cãi tí hoài vậy nháy. Tí ngộ ghê, tự nhiên không bắt con đi lấy chồng. Hồi đó đó, hai tí má không có chịu cho mày lấy chồng thì mày lấy chồng. Rồi bây giờ tía má chấp nhận cho mày lấy chồng thì mày không chịu lấy. Sao kỳ vậy? Tía má mới ngộ. Tự dưng hồi đó con muốn lấy chồng, cái không cho con lấy chồng. Bây giờ con muốn lấy chồng, cái bắt con đi lấy chồng. Con nói rồi đó, con không có lấy đâu. Sao mà tôi khổ vậy trời. Cô Thanh ơi, thịt này nhiêu ký vậy cô? Dạ. 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 Ngon quá cô ha, cô lấy giùm cho con nửa ký mang về nghe. Thấy con đâu rồi không? Ừ? Ủa anh Bảy. Ồ em đi chợ hả? Ủa đang trong chợ không đi chợ chứ đi đâu? À ai biết. Đúng rồi, đi chợ đi mua chứ. Thì rảnh không anh nói chuyện xíu? Ờ rảnh, có chuyện gì anh nói đi. Anh nghe nói chú Tư gả em đi lấy chồng nước ngoài. Ủa sao anh biết hay vậy? Vì anh mới bên quán cô Hồng qua nè. Trời ơi, thì là cô Hồng nói. Nhạc. Ờ, đúng rồi á, tôi sắp đi lấy chồng rồi đó. Sao tự nhiên đi lấy chồng nước ngoài chi vậy? Thì tôi thích lấy. Ủa mà tự nhiên hỏi tôi. Rồi em đi lấy chồng nước ngoài vậy rồi thằng nhỏ ở nhà làm sao? Trời ơi, lo cái gì? Tía tôi nói là tôi cứ đi lấy chồng đi, để em nhỏ tía tôi lo. Rồi còn tôi ai lo? Anh năm ba quá, anh thì ba má lo liên quan gì tới tôi. Không, ý anh nói là anh phản đối á. Mắc gì anh phản đối? Thôi đừng lấy chồng nước ngoài. Tôi thấy nguyên đám gái xóm của mình, đứa nào đi lấy chồng trơn, thấy mà ha, tôi cũng muốn đi lấy chồng. Nhưng mà nháy đừng có bắt chước người ta, nó nguy hiểm lắm. Lỡ có chuyện gì chim chiêu kêu dưỡng thú biết nhà má đâu rồi sẽ biết đường đi về. Anh khùng quá à, muốn về thì ra sân bay mua vé là về chứ gì, làm gì mà nghiêm trọng như vậy. Trời, nó quan trọng lắm, nó nguy hiểm cực kỳ. Nhưng mà nói gì nói là anh phản đối á. Anh cũng phản đối. Anh phản đối. Ông liên quan gì ông phản đối gì kỳ trời. Tôi đi lấy chồng hay ông phản đối là sao chứ sao nữa. Em thử nghĩ đi. Con gái trong xóm mình bây giờ đi lấy chồng nước ngoài hết rồi. Bây giờ cũng tới em nữa. Rồi mai mốt trong xóm còn con gái đâu. Mình lấy niềm tin đâu mà anh sống đây. Đúng rồi. Xóm này con gái lấy chồng hết rồi. Lấy gì tụi anh lấy? Không có. Cô cưng cho con thịt con về đi cô. Nha, đừng lấy chồng nước ngoài nha. Thôi ông sầm sàm quá. Tôi đi về tôi nấu đồ ăn cho con tôi nữa. Nè. Dạ. Nè, bà coi nhỏ này được không? Em coi nhỏ này được không? Được á thì được á, nhưng con gái gì mà tướng bự dữ vậy? Chị cho em coi con khác đi. Nè, nhỏ này được không? Con nhỏ này được nè, nhỏ nhắn xinh xắn, nước ngoài họ thích lắm chị. Ừ, vậy chọn nhỏ này nha. Ừ. Để sớm mời tụi qua nói chuyện tía má nó. Ừ, chị ráng nha chị. Ừ. Tía, con nói không mà. Tía. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tí này con nói không là không. Cái gì vậy? Bây giờ nè, bây giờ tí nói gì con không nghe, con cãi tí hoài vậy nhá, sao kỳ vậy nhá? Tí làm như vậy là muốn tốt cho con thôi mà. Nếu mà tí muốn tốt cho con á, thì cứ để con quyết định đi. Tí đừng ép con nữa.
ép cái gì? Tao nói chuyện mà tao phải trái tao nghe không chịu à? Cái vụ gì vậy? Hai cha con sao vậy? Đó, bây giờ tao nói liền với nó chịu nghe tôi nè. Cái vụ đó hả? Ừ. Để tôi. Con à, tía con chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nói không là không. Con thấy đó, ở cái xóm mình á, bao nhiêu đứa lấy chồng nước ngoài, trời ơi nó sung sướng, nó gửi tiền về cho cha mẹ nó đều luôn à. Đó. Ở xứ lạ quê người, sao mà cô biết sung sướng? Hay là nước mắt gian cơm? Cô nói gạt con hả? Con nhớ con Mén ở đầu xóm nhà mình không? Nào là được cưng chiều rồi, còn gửi tiền cho ba mẹ nó hả? Coi như là không có cần làm ai gì hết, ngồi hưởng phước không à. Cái đó 10 người mới được có 1 người à. Đâu phải ai cũng may mắn được vậy đâu cô. Cô nói con nghe nè ha, cô mà kiếm chỗ cho con á là cái chỗ đàng hoàng tử tế. Ừ. Chứ đâu phải cô kiếm chỗ bậy bạ đâu. Có gì cô mà nói bậy con cứ việc chửi cô, mắng cô, không uống nước ở quán cô cũng được nữa. Nhưng mà con nói không là không. Bà Hồng đâu? Bà Hồng đâu? Cái vụ gì vậy bà? Bà phải thường cho tôi. Vụ gì? Em tôi nó khóc lóc bù lu bù lo kìa. Nó gọi điện thoại về kêu gia đình gửi tiền qua mua vé máy bay về Việt Nam kìa. Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Nó sống ở bệnh khổ sở lắm, vợ chồng lục đục suốt hà. Do không có nói chuyện được, bất đồng ngôn ngữ á. Hồi đó bà nói với tôi á là lấy chồng sung sướng lắm, mà bây giờ vậy đó, bà tính sao cho tôi đây? Tôi cũng đâu biết tính sao giờ. Bà là cái đồ lừa đảo. Bà đi lên phường với tôi. Đâu có. Đi lên phường với tôi. Đừng có nói nhiều nữa. Đi lên phường với tôi. Anh ở lại bán quán cho em nha. Không được bán thiếu nha. Nhớ nha. Cái vụ gì vậy? Vụ gì là sao? Trời trời, vụ gì nữa vậy trời? Tía. Gì? Nãy giờ ngồi đây á, con suy nghĩ ra một ý kiến. Cái gì nói đi, mệt quá. Không may giờ tía gả con chồng Hàn Quốc đi tía. Hả? Lấy chồng Hàn Quốc? Ờ. Sao? Không, không lấy chồng Hàn Quốc. Về nhà tía nuôi, tía nuôi. Khỏi lấy chồng Hàn Quốc. Ớn quá. Chồng. Thế chi giờ mình đi Nha Trang sướng à tí ha. Đi ngoài đó làm gì vậy? Đi tắm biển. Đây có sông thì tao tắm sông, bắt gì phải đi Nha Trang tắm biển. Bồ mã ông bà ở đây thì tắm ở đây chứ. Dòng họ mày có ai ngoại không đi ra ngoài đó tắm. Trời ơi, tắm biển khác tắm sông chứ tí. Sông cũng nước, biển cũng nước, tắm đâu cũng được. Nói như tía, nước sông uống được, vậy nước biển có uống được không? Mày hồi nhỏ tới lớn mày tắm nước sông quen rồi. Bây giờ mày ra nước biển, nó lạ nước, nó ngứa mày chịu nói không? Thử thời con cá đó, nước ngọt nè, mày đem mày thả xuống nước mặn đi. Phình bụng không? Sợ. Mày tắm nước mày chết không? Trời ơi, vậy tía nói cũng được. Tội nghiệp thằng Bảy Cò, từ nhỏ tới lớn cứ quanh quẩn ở nhà làm ruộng suốt, có được đi chơi ở đâu đâu. Con anh hai. Trời ơi, quán gì mà sao mà lúc nào tôi lại đây tôi cũng không thấy người ta hết vậy? Dạ. Cô thì không có chồng, bán quán này đáng lẽ đắt lắm chứ, đàn ông sớm này bộ nó chuyển hệ hết rồi sao mà. Dạ uống đi anh. Trời ơi, nãy giờ em trông anh quá trời luôn á. Ủa sao biết tôi tới đây chồng? Anh gì? Anh giúp em chuyện này đi. Chuyện gì? Em á, em có 5-8 vé đi Nha Trang, mà tại vì em bận quá em không có đi được. Anh muốn giúp em nha. Trời đất ơi, tự nhiên tôi đi Nha Trang thấy ông nội tôi ngoài đó làm chi? Đi du lịch đó mà. Đi du lịch ta cũng phải tính trước 1-2 tháng chứ có đâu. Tự nhiên qua đây cô ép tôi mua 5 vé đi Nha Trang này là gì? Muốn đi mà. Em á, em chịu lỗ 10%. Lỗ 10% hả? Dạ. Đi đi. Thôi còn đi hả? Dạ đi tiếp. Nhưng mà đi chơi về trả tiền được không? Được chứ.
Vậy chứ anh hai uy tín là em tin tưởng tuyệt đối luôn á. Sao thế? Đi không? Dạ đi chứ, con đi, con đi. Mày vậy chứ nghe nói đi chơi lẹ lắm. Vậy mày điện cho chị Sáu, mày dương tám đàn về họp khẩn cấp. Ủa, họp đây luôn hả tía? Về nhà mình họp chứ họp đây chị. Trời ơi, nhà mình tao có làm phòng họp đàng hoàng mà. Vậy ha? Dạ, cảm ơn anh nha. Để tôi về tôi họp rồi tôi bàn coi, nếu đi thì tôi qua tôi lấy vé. Dạ, rồi gì anh đem tiền qua nha. Nói với cô vậy thôi, chứ làm gì mà thiếu được, tiêu tiền nhóc. Đại bàng gọi chim sẻ nghe gọi trả lời, nghe gọi trả lời, về họp gấp. Là tí kêu á bà. Rồi, rồi. Về nha. Dạ. Rồi có gì đồng ý đi thì qua lấy. Dạ. Lấy vé chắc mới lấy cô nha. Cảm ơn các bạn. Dạ. Đi ăn chậm với tao đó, là phải lăn lên, xé một chút nữa dính lại là bị bắt, bốc lịch thứ ba mày rồi đó. Tao quên, chủ nhà này là công nhân vệ sinh nên đi làm sớm, mà cũng tại mày. Mất gì tại tao? Chủ nhà này dậy sớm không? Đằng đi mày hỏi, ngủ sớm không? Sao tao biết được? Mày còn nói thừa tao nữa hả? Mà thôi đi, bây giờ mình phải kiếm cái mối khác mới được. Ừ, để lát đi vòng vòng coi. Dĩa mà không đâu, cho ly phi đá coi. Dạ, có liền. Anh hai, ghế có ai ngồi anh hai? Ghế để biểu đó. Ủa, tại sao? Mày ngồi đi, có ai biểu đi thì mày đi. Anh chọc tôi hoài. Cà phê của anh nè. Cảm ơn. Anh hai. Gì? Ngày mai anh đi chơi rồi á, anh có chuẩn bị hết chưa? Mấy đứa nhỏ nó nôn, nó chuẩn bị với tôi sao không được. Anh Tư, anh có đi chơi không? Đi đâu? Nha Trang á. Nha Trang? Nha Trang tôi đi hoài. Có một chỗ mà chưa đi. Chỗ nào tôi chưa đi? Nghĩa Trang á. Anh đừng có nói giọng đó nha. Nghĩa Trang hay Nha Trang thì tôi cũng thèm đi đó. Thời buổi này mà thèm đi trong nước, đi nước ngoài. Ồ, đi nước ngoài luôn mới chịu. Ờ. Trời ơi, mày đừng có nói kiểu đó nghe. Tùy khả năng người ta, tới đâu người ta đi tới đó chứ. Tôi nói đúng sự thật thôi. Bây giờ ví dụ như có điều kiện đó, anh đi nước ngoài anh đi không? Đi chứ. Thì tôi nói đúng rồi. Nhưng mà mày đừng có nói ai thèm đi trong nước. Mày nói câu đó xúc phạm người ta. Có người thèm muốn chết mà không được đi kìa. Ai thèm? Ai? Ai thèm đâu? Tao nói Phong Long vậy đó, ai có tịnh nhúc nhích. Thôi, hai anh làm ơn đi, đừng có cự cãi nữa. Anh, ý em nói là bây giờ mình có tiền tới đâu thì đi tới đó, đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Anh hai, anh á, ngày mai anh đi chơi vậy á, anh có nhờ ai coi nhà giùm không? Ôi, khóa cửa bỏ đó chứ nhờ gì? Không có được đâu nghe. Thời buổi bây giờ á là trộm cướp nó rình rập ghê lắm á, anh cẩn thận vẫn hơn á. Thằng ăn trộm nào mà nó vô nhà tôi coi như nó xui. Tôi thấy bà Diễm Hồng mà nói đúng đó anh hai. Ừ. Anh đi đi. Có khi nào anh đi xong rồi về nhà tự nhiên cái nó không còn nóc không? Đúng rồi. Ê, mày chủ ăn trộm vô nhà tao lấy đồ hay gì vậy? Tôi chủ gì? Tôi nhắc nhở anh tao chứ chủ gì? Cảm ơn nha. Không có chi. Khùng. Bất minh hả? À? Cố tình bỏ tôi thiệt cao rồi. Nhiều có người bỏ cao hơn mình nữa. Mấy có tiền đi Nha Trang chơi rồi. Cho cha hai lúa khỏi lên mà. Thì tức thiệt mà. Ai gọi cái gì? Đang bực mình gọi gọi cái gì? Alo. Anh Tư hả? Anh Tư. Gọi cho ai? Cho Tư ít chứ cho ai nữa. Tôi Tư ít à. Anh Tư đang bực mình ai mà khó khăn dữ vậy? Tôi bực ai kể tí tôi. Có chuyện gì? À, tôi báo cho anh biết. Tháng sau tôi không có chồng mùi cho anh luôn nha. Khỏi bỏ thăm. Sao tháng này không chồng luôn? Thông cảm, tháng này nhiều người cho anh hút quá, không chồng nổi luôn. Tháng sau nha. Khỏi luôn, khỏi giao, tôi nuôi luôn. Bất minh hả? Dạ chào chú Tư. Không chú cháu vậy mày. Chơi, nhân viên.
Vợ đâu, vợ đâu? Tao quên em rồi. Thằng đi ăn chậm không ăn giỏ sao đựng tiền? Trời ơi, đã đi ăn chậm thì lấy vợ chủ nhà luôn. Đem vợ làm chi? Rồi mày có kiếm được chưa? Tao kiếm rồi mà không có. Vậy tính sao? Thôi bây giờ lấy nhiều được nhiều. Ê, ê, làm gì? Ủa nãy giờ tao tưởng tượng hả? Tưởng tượng gì? Người ta đi hết rồi. Rồi sao? Nhưng mà giờ còn hơi sớm. Kiếm vợ nấp cái đã. Hồi nãy tao kêu đi chạy chạy, không chịu nghe. Sợ chạy giờ. Trời ơi, thời buổi cạnh tranh phải xí phần trước chứ. Mày hay quá ha. Thôi, bây giờ ông giờ kiếm chỗ nấp trước á. Bây giờ đi theo tao. Đi đây. Chết. Ôi trời. Đúng là đi đâu cũng vậy á. Về nhà mình là sướng nhất luôn á tía. Bởi vì tao nói á, không có đi đâu chơi mà nó sướng bằng về nhà. Bước vô tới nhà là thấy cái không khí nó khỏe sao đâu. Tía nói vậy chị Sáu chưa kịp về nhà đi chơi nữa kìa. Nó có xin tao. Nó đi qua nhà ăn hai nhái tặng ba cái quà cáp gì đó. Mà tao nói mới về mệt muốn chết thôi để nay mai hả đi. Không chịu bồng chống xách đồ giọt rồi đó. Qua bển gặp Tư ở đây nó nói mình đi chơi về. Qua chọc tức đó, nó quạo nữa. Tía tía gì? Con nghe đâu chứ tôi ớt tính hốt hụi để đi chơi tía. Mà xui hốt không có được. Trời ơi vậy đó. Mà nói chuyện nghe thấy ghét lắm. Bữa hổm gặp tía nè. Sao tía? À, ai thèm đi du lịch trong nước. Khùng. Kệ chú Tư đi tía ơi. Tính chú Tư vậy mà. Vậy chứ nó còn ác miệng ác mồm nữa nghe. Nó chù á mình đi chơi á. Ăn trộm vô nhà nè. Lấy đồ hết. Còn cái nóc nhà thôi đó. Nó trộm đâu? Về thấy còn nguyên đồ đạc nè. Có trộm nào đâu? Đó. Hình đó, ông nội bà nội mày y nguyên đó. Ai lấy không? Trời, hình ông nội bà nội lấy làm gì? Về đút nhang, tốn nhang. Tía, con đi chơi nha tía. Cái gì? Dạ. Nói về đi liền vậy? Không cần đi chơi chưa đã hay sao? Ủa, chị Sáu đi chơi kìa sao tía không nói? Con Sáu khác, thằng Tám khác. Phải không? Chứ không phải ai cũng như nhau được. Ủa vậy nhà này bộ khổ sở lắm hay sao mà đi liền vậy? Dạ không có. Bây giờ tới chiều á, đứa nào ra khỏi nhà tao đập què giò đó. Ủa tía đâu tía? Tao vô thay đồ tao đi uống cà phê. Ủa kỳ vậy tía? Sao tía mới nói đứa nào ra khỏi nhà đập gãy giò? Tao nói là tao nói tụi bay á. Còn tao là cha, tao muốn làm gì tao làm. Tía ghét tía kỳ quá. Kỳ vậy? Mày mới mới mình lên làm cha đi rồi mày muốn làm gì mày làm. Mà mày không có làm cha được đâu. Mày có bổn phận làm. Thôi tao không nói nữa. Nói hồi tao tức, tao lên máu, tao chết, thấy không? Quán gì đâu mà có mình tôi. Buôn bán kiểu này mau giàu lắm. Cho ly cà phê cô Học ơi. Dạ. Anh hai đợi em chút. Hai chút cũng được, một chút nhầm gì. Anh hai. Ừ. Anh đi chơi về rồi hả? Trời mới về. Nè, cà phê anh uống đi. Ừ. Đi mấy ngày nay, tôi ghiền cô quá trời. Anh nói gì vậy anh hai? Nói lộn, ghiền cà phê. Anh hết hồn à? Tôi nói tôi còn hết hồn, đừng nói chi cô. Anh, cà phê hơi giật nha. Cà phê nguyên chất nó vậy á. Dạ. Còn cà phê mà anh pha vừa bắp vô là nó đậm đen à. Đó. Anh hai. Gì? Anh á, qua giờ anh gì à? Anh có thăm anh Tư chưa? Mắc gì tôi phải thăm nó? Trời ơi, không ai nói anh nghe nè. Ai nói gì đâu. Trời đất ơi, hèn chi anh không biết cái hôm mà anh đi chơi á ở nhà anh á ăn trộm vô đó. Vậy đó hả? Dạ. Cái là anh Tư á anh bắt gặp được quả tang. Trời ơi nó quýnh ảnh ha, bầm dập lên bờ xuống ruộng luôn. Anh đi đâu có nổi đâu, anh lết từ nhà em về nhà ảnh luôn á. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Dạ. Tội nghiệp nó quá vậy. Dạ anh qua anh thăm ảnh đi. Được rồi,
Để tôi qua tôi thăm nó coi sao. Uống hết đi đã. Rồi chút tôi quay lại tôi uống. Dạ. Nha. Dạ. Quay lại nha anh hai. Tôi ơi ơi. Dạ. Ở nhà không tôi ơi. Dùm miệng nước. Ai vậy? Anh hai mới qua chơi. Trời đất ơi. Mời anh hai ngồi. Ông dạ. Đừng đâu nhẹ ai về đâu mà ra nông nổi này dữ vậy nè. Quý thần thiên địa ơi. Dữ vậy chú Tư. Đau quá anh hai ơi. Biết rồi, giờ băng bó kiểu này là tôi biết đau lắm nè. Anh hai ơi, nay rảnh không anh hai? Rảnh chứ có làm gì, rảnh mới qua thăm chú nè. Rảnh anh hai tự rót nước uống đi. Được rồi, để đó tôi. Sáng rót giùm em ly luôn. Rồi thôi nằm đó yên nó đi, để tao rót cho. Được. Rồi yên nó đi, nằm yên nó đi. Cần cá ống hút không? Khỏi anh ấy, được, em ráng được rồi. Rồi mạnh quá, coi chừng nó bung chỉ á. Dạ, khổ quá anh hai ơi. Trời ơi, tôi đi du lịch về, rồi tôi nghe bà con chòm xóm ta kể lại. Tôi cũng cảm ơn chú, nếu không có chú á, thì gia đình tôi á, bị trộm lấy đồ hết rồi. Anh hai biết tính em mà. Em mà thấy chuyện bất bình thì ra tay. Thôi, nằm yên đi, đừng ra tay. Giỏi quá. Ra tay chứ mà giờ mặt mày như hà phá chú ôn, vậy mà ra tay gì nữa. Dạ. Thôi tôi cảm ơn chú nghe. Chuyện là sao? Đầu đuôi ra sao kể tôi nghe coi. Dạ. Chuyện là như vậy. Trời đất ơi. Cái ông hai này, ông ý gì dễ sợ luôn. Đi chơi, đi du lịch gì không biết mà để nhà cửa trong quê trong quắc vậy. Tao có vỏ đó. Không có vỏ à. Không vỏ gì. Mày thủ với tao là chết. Chú. Đó, chuyện là vậy đó anh ơi. Thiệt tình, chuyện gia đình tôi mà liên lụy tới chú gì tôi thấy tôi ái náy trong lòng quá. Ôi chuyện đó có gì đâu anh hai. Anh em mình chòm sớm có nhau. Nhớ tin những cái chuyện mà anh em mình hay hụt hạt cho em. Bởi vậy bây giờ xảy ra chuyện này rồi, tôi mới thấy tình làng nghĩa xóm nó mới quan trọng. Bởi vậy anh em mình á, từ đây sắp tới đoàn kết đi. Còn ba cái chuyện hụt hạt lặt vặt đó thôi bỏ qua. Dạ. Anh ấy làm em xúc động quá. Thôi đừng xúc động. Anh hai ơi, lúc này sao em ngủ em hay nằm mơ quá anh ấy. Ủa kỳ á, em mơ thấy gì? Mơ em thấy tía má em. Trời đất ơi. Tía má em về cứ rủ em đi hoài. Thôi à, đừng đi à, đi dưới buồn lắm á. Em không có chịu đi, nhưng mà cái kiểu này chắc em siêu lòng quá anh ấy. Thôi đừng siêu lòng nha, tôi nói chú á, không có được đâu, ở dưới tôi nó không có vui đâu. Dưới giờ mà đâu còn đất mặt tiền nữa đâu mà đi xuống dưới chi. Còn muốn đi phải hỏi thím tư cho đàng hoàng để lụp chụp mà đi theo ông theo bà là bảo quạo bảo chửi chết luôn á. Nếu anh ai nói vậy thì thôi để em suy nghĩ lại. Cái đâu phải suy nghĩ cho nó kỹ à. Anh hai ơi. Lúc này sao em thèm đủ thứ hết anh hai. Trời ơi. Thèm ăn cái gì nói đi, tôi kêu mấy đứa nhỏ nó mua cho chứ có gì đâu ăn mà có bao nhiêu tiền. Dạ. Em thèm mấy món cũng rẻ tiền thôi anh hai. Ăn gì? Yến xào được không anh? Cái đó giá nó hơi cao. Được không anh ơi? Được, được. Thôi muốn ăn để tôi kêu mấy đứa nó mua cho ăn. Dạ, cảm ơn anh ơi. Ăn ít ít thôi nha. Dạ. Anh hai ơi. Gì nữa? Sao bữa nay trời nóng quá? Nóng để tôi mở quạt cho. Dạ, em không chịu nổi cái gió quạt đó đâu. Chị chịu gió gì? Dạ, ấy anh hai cầm cái quạt này, anh hai quạt giùm em được không? Có gì đâu. Dạ. Chú bị đánh được mà tôi quạt gì không lẽ không được. Dạ, trời ơi, nó mát. Mát không? Vậy vừa không? Dạ, mát quá anh hai ơi. Trời ơi. Dạ, con chào bác hai. À. Bác hai mới qua chơi hả? À? Trời đất ơi, đi chơi gì, đi thăm tiếp đây chứ chơi gì? Tía sao vậy? Tía bị... Trời đất ơi. Tía nó bị đánh hổng rồi, mặt mày cỡ gì mà giờ nó hỏi tía bị sao vậy? Hổng rồi bị đi đâu, không có nhà hả? Dạ. Bác hai với sáu nhú đi chơi. Cái mua quà cho con, cái sáu nhú kêu con qua lấy.
ông ở nhà chăm tía tụi bay, lỡ nó ở nhà nhà mình đâu Phong đồ gánh giật nó lọt sàn nó chết sao? Ủa tía nó đâu bị gì đâu bác hai? Trời đất ơi, tía nó bị gì mà không có gì đâu. Bác hai nhìn coi nè. Đâu? Dịch xuống nha. Bây giờ gạt tôi đó hả? Em đùa với Nai chút xíu cho vui. Trời ơi, làm tưởng thiệt không à? Hey, hai đại ca. Nai, thiệt ra là em không bị trộm quýnh gì đâu. Mà ngược lại nha, em quýnh tụi trộm nó tơi bời luôn. Mày giỡn với tao mày, trời đất ơi. Lý Tiểu Long là mày. Nãy em ở nhà đó, cái bà Diễm Hồng mới điện thoại tới. Em biết anh Nai qua thăm. Cái... Ôi cha, tà ngon quá ha. Nó nói tà tam rủ tứ mà có mình vậy. Buồn. Không. Ai vậy? Trời, bà Diễm Hồng. Bà gọi chi vậy ta? Alo. Alo, anh Tư hả? Ờ, bà gọi tôi chi vậy? Anh đang có ở nhà không? Tôi đang ở nhà. Này, hay lúa hả? Qua thăm tôi hả? Mắc mới qua thăm tôi. Tại vì tôi kể anh á, bị mấy thằng trộm á, nó đánh nó bữa. Anh nghe vậy, anh chạy qua thăm anh liền á. Qua thăm tôi. Ừ. À, cảm ơn nghe. Được rồi. Dạ. Để tôi tiếp anh. Cứ bái. Đó, chơi được. Chỗ này đây ha. Chỗ này miếng nè. Thật. Ơi, phải có tay nữa chứ. Tay miếng nè. Ừ, giờ miếng đi. Băng keo. Chú thiệt quá đáng nghe chú Tư. Em giữ nhà giùm cho anh hai rồi. Bây giờ em giỡn chơi một xíu rồi không vui anh hai. Tôi thấy không có vui chút nào hết á. Nãy giờ tưởng thiệt không à. Anh hai. Ủa tôi về. Rảnh qua chơi anh hai. Thôi tôi hết rảnh rồi. Bác hai về nha con. Anh hai. Trời. Con cũng có vui vẻ gì đâu. Mấy con em vui luôn hả? Nhi. Trời ơi không ai vui. Trời đất ơi. Giận rồi không ai vui. Trời.